do có nhầm lẫn về thứ tự chương nên bị lỗi hai tập 145 và 146. Giờ mình sửa lại tập 145, mong các bạn thông cảm. Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 145. Lần này, ngoại trừ Mai Thị Dĩnh của tộc thần Phượng chủ động hỗ trợ Dương Bách Xuyên ra, ba gia tộc còn lại kỳ thật đều do Ong Tiên triệu tập. Bản thân Ong Tiên cũng là một yêu tiên, chính là sự tồn tại mà những người này muốn nịnh bợ trong tiểu yêu giới, lại tăng thêm sau khi ra khỏi tiên phủ cửu vĩ, thực lực của nàng ta đã tăng lên rất nhiều, ba đại gia tộc càng phải nể tình. Mà Ong Tiên biết Dương Bách Xuyên sẽ động tộc Thiên Lang, về tình về lý nàng ta đều sẽ giúp đỡ Dương Bách Xuyên, sau khi biết Dương Bách Xuyên trực tiếp đến tộc Thiên Lang, Ong Tiên không nói hai lời liền lập tức triệu tập ba đại gia tộc chạy đến. Trên chiến trường, sau cái chết của Thiên Lang tộc trưởng và đại trưởng lão, không mất vài phút để Ong Tiên, tộc thần Phượng, cùng ba gia tộc khác cộng lại, rất nhanh liền giết chết tất cả các cao thủ của tộc Thiên Lang. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Ong Tiên dừng tay, sau đó nói vài lời với người của bốn đại gia tộc. Sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy người của gia tộc tứ đại thần thú xông vào cửa núi của tộc Thiên Lang. Dương Bách Xuyên biết bọn họ đây là đi diệt môn, cũng là đi phân chia lợi ích. Đối với loại chuyện này, Dương Bách Xuyên không hề ngạc nhiên. Hắn không can thiệp, cũng không phản đối, lần này là chuyện của gia tộc tứ đại thần thú ở tiểu yêu giới, dù sao hắn cũng biết sau ngày hôm nay, tộc Thiên Lang sẽ bị xóa tên ra khỏi tiểu yêu giới. Trong nháy mắt, Ong Tiên và Mai Thi Dĩnh đi về phía hắn. Dương Bách Xuyên lập tức nghênh đón nói, cửu nhi tỷ, đa tạ. Ong Tiên mỉm cười, thằng nhóc nhà đệ muốn gây chuyện với tộc Thiên Lang, vậy mà cũng không nói với tỷ tỷ một tiếng, may mắn là tỷ tỷ đoán được đệ muốn làm gì, nếu không hôm nay đệ sẽ phải ăn thiệt thòi, ha ha ha. Ong Tiên mỉm cười nói tiếp, nếu đệ muốn nói lời cảm ơn thì quá khách khí, tỷ đã hứa với đệ sẽ xử lý tộc Thiên Lang, tất nhiên sẽ giữ lời. Bây giờ thì tốt rồi, để có thể yên tâm rời đi, đi đến đảo Tán Tiên, đúng rồi, nếu ta đoán không sai, Lục Nhĩ Mi hầu hẳn là ở ngay trên đảo Tán Tiên, nếu có chuyện gì thì cứ đi tìm con khỉ kia, nó sẽ giúp đệ. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, tỷ cũng chuẩn bị trở về tiên giới, xuyên đệ đệ hãy bảo trọng, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tiên giới. Ong Tiên từ sớm đã nói muốn trở về tiên giới, Dương Bách Xuyên biết điều này, bây giờ Ong Tiên nói ra. Dương Bách Xuyên rất cảm động, hắn nên hiểu rằng sở dĩ Ong Tiên lúc trước không rời đi rất có thể là chờ ngày này, chờ hắn giải quyết xong ân oán với tộc Thiên Lang, bây giờ việc của tộc Thiên Lang đã xong, Ong Tiên tất nhiên sẽ rời khỏi tiểu yêu giới để trở về tiên giới. Được, vậy bọn đệ sẽ không tiến cửu nhi tỷ nữa, chúc tỷ thuận lợi trở về tiên giới. Dương Bách Xuyên cũng không nói thêm gì nữa. Vậy được rồi, qua một đoạn thời gian nữa tỷ sẽ rời đi, tỷ sẽ không bồi đệ đi đảo Tán Tiên nữa. Hẳn là vậy rồi, tỷ tỷ không cần ngại. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Sau khi Ong Tiên nói xong, nàng ta trực tiếp bay đi, lời hứa với Dương Bách Xuyên xem như đã hoàn thành. Sau khi nhìn thấy Ong Tiên rời đi, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng có chút không tha, nhưng hắn biết Ong Tiên là yêu tiên, tu chân giới không thích hợp với nàng ta, tiên giới mới chính là sân khấu của nàng ta. Đồng thời, hắn cũng may mắn khi có thể kết giao bằng hữu với Ong Tiên. Giữa bọn họ đã từng có nhiều lần sóng vai trải qua sinh tử, bọn họ cũng có thể xem như là bạn bè sống chết có nhau. Hắn cũng rất mong được gặp lại Ong Tiên ở tiên giới. Dương đại ca, người muốn đi đảo Tán Tiên sao? Có cần ta mang theo tộc thần Phượng đi cùng không? Đúng lúc này, Mai Thị Dĩnh lên tiếng. Dương Bách Xuyên cười nói, ta không đến đảo Tán Tiên để đánh nhau, ta chỉ là đi làm chút chuyện cho trưởng bối trong sư môn, đừng lo lắng, người đã trở thành tộc trưởng, người phải tu luyện thật tốt. Dẫn dắt tộc thần Phượng thật tốt, như cửu nhi tỷ đã nói, người tu luyện thật tốt, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại ở tiên giới. Điều mà ta hy vọng là người thân và bạn bè của chúng ta đến từ địa cầu, từ sơn hải giới, tất cả đều có thể phi thăng thành tiên, có lẽ. Ta sẽ đi trước các ngươi một bước, nhưng ta sẽ chờ các ngươi ở tiên giới, Dĩnh Nhi không nên làm ta và Mai tỷ thất vọng. Sẽ không đâu, ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, sau này Dương đại ca cùng tỷ tỷ đi tiên giới. Thì Dĩnh nhất định sẽ đi. Được rồi, cứ quyết định vậy đi, ngay sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta cũng chuẩn bị rồi rời đi, vẫn là câu nói kia, nếu ngươi có chuyện gì thì có thể đến Vân Môn. Dương Bách Xuyên cùng Mai Tỷ, Tiểu Phượng Hoàng, cộng thêm Thiên Hồ và Trồn Nhỏ rời khỏi tiểu yêu giới, hắn cũng không ở lại tham gia vào việc tiêu diệt toàn bộ tộc Thiên Lang,
bởi vì hắn biết rằng bốn gia tộc thuộc tứ đại thần thú của tiểu yêu giới sẽ không để lại bất kỳ hậu hoạn nào. So với hắn, kỳ thật hắn rất nhân từ, chuyện diệt môn kẻ thù ở tu chân giới cũng không có gì lạ, đặc biệt là bốn thế lực như tứ đại gia tộc của tiểu yêu giới này, bọn họ càng hiểu được đạo lý không thể để lại cho mình bất kỳ địch nhân nào. Nơi mà đảo tán tiên tọa lạc, tất nhiên là không còn ở trong tiểu yêu giới, nhìn trên tinh bàn vẫn còn rất xa, nhưng chuyện này đối với Dương Bách Xuyên mà nói không tồn tại. Hắn đưa Tiểu Phượng Hoàng cùng Mai Tỷ, Thiên Hồ và Trồn Nhỏ vào trong không gian bình càn khôn, trực tiếp lấy ra truyền tống lệnh của đảo tán tiên do Hoàng Triều Hiên Viên và tán tiên của Trường Sinh Điện để lại hồi đó. Sau khi thúc giục, một cánh cổng xuất hiện, hắn tung người bay vào trong, liền thẳng tiến đến đảo tán tiên. Đảo tán tiên không xa lạ gì với Dương Bách Xuyên, mặc dù hắn chưa từng đi qua. Bởi vì có sự tồn tại của lão đầu tử, còn có một đạo trường do lão đầu tử để lại, đây có thể được coi là một nửa vùng đất riêng biệt. Mặc dù hắn đã nói với Mai Thị Dĩnh rằng hắn không đến đảo tán tiên để đánh nhau, chỉ là đi làm chút chuyện cho trưởng bối trong sư môn, nhưng hắn không nói gì về những ân oán với đảo tán tiên. Nghe có vẻ không nguy hiểm, nhưng nó thực sự rất nguy hiểm. Trận chiến vân môn năm đó, hắn đã giết chết vài vị tán tiên của đảo tán tiên, hơn nữa còn là tán tiên của mấy đại thánh địa. Bây giờ muốn nói trên đảo tán tiên không có nguy hiểm, chính hắn cũng không tin. Tuy nhiên, đi cũng không có việc gì, hắn đã chuẩn bị tâm lý, lại vẫn có Lục Nhĩ Mi Hầu ở đây, vào thời khắc mấu chốt hắn còn có thể tìm Lục Nhĩ Mi Hầu trợ giúp hai lần. Trong âm thầm còn có lão đầu tử dẫn đường, hắn cũng là có chuẩn bị để đến đảo tán tiên. Tương tự như đẳng cấp cao thủ trong tiểu yêu giới, dựa theo giảng thuật của Hoàng Triều Hiên Viên và hai vị tán tiên của Trường Sinh Điện, cao thủ của đảo tán tiên cũng là cấp bậc lục chuyển. Đối với thực lực của Dương Mỗ hiện tại mà nói, đánh bại tán tiên lục chuyển cũng không phải là chuyện hoang đường. Dương Bách Xuyên thấy có hiệu quả thì vô cùng vui vẻ. Vội vàng thúc giục mệnh tinh thần tượng đánh lên chuông Đông Hoàng. Thịch thịch thịch. Sau khi đánh mấy chục quyền, dòng máu chảy ngược trong cơ thể bình tĩnh lại. Mỗi một lần chuông Đông Hoàng vang lên, Dương Bách Xuyên lại càng cảm thấy thoải mái hơn. Mặc dù chuông Đông Hoàng là thiên phú thần thông nhưng cũng có thể coi như là một loại nhạc cụ, tiếng chuông đối đầu với ma âm đàn cổ, rất thích hợp. Hơn nữa tiếng chuông Đông Hoàng của hắn còn chiếm thế thắng, áp chế tiếng đàn cổ của thần đế Giang. Sao người nào đó lại không vui vẻ chứ? Nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng cười của thần đế Giang, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đã xem nhẹ ngươi, có chút thực lực, vậy mới đúng chứ? Không ngờ có thể áp chế tiếng đàn của tỷ tỷ, ha ha ha, quá thú vị, tiểu đệ đệ cẩn thận, tỷ tỷ sẽ nghiêm túc đấy. Nghe vậy Dương Bách Xuyên giật mình. Thì ra từ nãy đến giờ yêu nữ này vẫn chưa dùng hết toàn lực. Dương Bách Xuyên càng thêm nghiêm túc, lúc này hắn thu hút hết sự chú ý lên trên người mình, bởi vì chuông Đông Hoàng bao phủ Ong Tiên, Tiểu Phượng Hoàng và Chồn Nhỏ, mà chuông Đông Hoàng lại là thiên phú thần thông của hắn, cho nên chỉ có một mình hắn đánh với thần đế Giang. Lúc này Dương Bách Xuyên vô cùng áp lực. Nghe giọng điệu này của thần đế Giang, có vẻ yêu nữ này chưa dùng hết toàn lực, Dương Bách Xuyên biết tiếp theo sẽ rất phiền phức. Đối mặt với sự khiêu khích của thần đế Giang, Dương Bách Xuyên không chịu thua, lạnh lùng nói, yêu nghiệt, có thủ đoạn gì dùng hết ra, ta chấp hết. Ha ha ha, tiểu đệ đệ, đừng nóng vội, tỷ tỷ sẽ cho ngươi biết sự lợi hại, chỉ mong tiếp theo thực lực của ngươi có thể tương xứng với miệng lưỡi của ngươi. Thần đế Giang cười hì hì nói. Sau đó thần đế Giang há mồm ngâm nga, tay đàn nhanh hơn, phát ra âm thanh mà Dương Bách Xuyên nghe không hiểu, vô cùng tối nghĩa, còn đánh thẳng vào linh hồn. Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng khó chịu, không nói nên lời nhưng khó chịu đến mức muốn nổi điên. Âm thanh của đàn cổ cộng thêm tiếng ngâm sướng của thần đế Giang giống như một loại nguyền rủa vô cùng cường đại. Dương Bách Xuyên chỉ có thể tiếp tục thúc giục mệnh tinh thần tượng đi đánh chuông Đông Hoàng để chống cự, nhưng hắn phát hiện cho dù hắn đánh chuông Đông Hoàng, lực chống cự cũng càng ngày càng nhỏ. Sư phụ, hình như tác dụng của chuông Đông Hoàng đang yếu đi. Dương Bách Xuyên nôn nóng nói. Yên tâm đi, nếu yêu nghiệt này muốn đấu pháp với con thì đấu một trận với nàng, lát nữa niệm chú theo vi sư sẽ truyền cho con một bộ kinh văn, đảm bảo làm yêu nghiệt này hiện ra nguyên hình. Vân Thiên Tà nói. Nếu hiện tại Dương Bách Xuyên có thể đánh sư phụ, tuyệt đối sẽ đánh ông. Đứng trước sống chết, rõ ràng có năng lực đối phó với thần đế Giang. Cố tình không hỏi không nói, còn chờ hắn hỏi. Đáng tiếc hắn chỉ dám mắng trong lòng, cũng may sư phụ thối cũng đã đưa ra biện pháp đối phó. Sư phụ Vân Thiên Tà nói, cẩn thận, nghe kỹ, dùng nguyên thần niệm chú theo,
đừng dừng thúc dục mệnh tinh thần tượng, vi sư truyền cho ngươi bộ kinh văn tên là Bát Bộ Thiên Long Kinh, sau này nếu gặp phải tình huống đấu pháp này thì dùng nó, vi sư chỉ nói một lần, không nhớ được cũng sẽ không dạy lần thứ hai. Rồi rồi rồi, ngài nhanh lên, ta cảm thấy trái tim sắp nổ tung rồi. Dương Bách Xuyên không kiên nhẫn thúc giục. Không lớn không nhỏ, Vân Thiên Tà mắng một tiếng, sau đó nói, thiên đạo sáng tỏ, pháp đạo phía trước, căn nguyên vạn vật, hóa rồng thành linh, bát phương lục hợp thành thiên long, bát bộ thiên long, long minh thông thuyền, thượng truyền thiên, hạ truyền địa, thiên long ngâm sướng, tam giới chấn động. Sau khi nghe âm thanh vang vọng trong đầu hắn, hắn phát hiện có thể nghe hiểu mỗi câu mỗi chữ. Sau đó dùng nguyên thần niệm chú theo. Nhìn từ bên ngoài thì thấy trên người Dương Bách Xuyên đang bắt đầu biến hóa. Ong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng ngồi bên cạnh Dương Bách Xuyên nhìn thấy kim quang toát ra từ trên người hắn, có cảm giác rất thần thánh. Đặc biệt mệnh tinh thần tượng sau lưng Dương Bách Xuyên, lúc này truyền ra tiếng vang vang vọng chân trời, va chạm với âm thanh của thần đế giang. Niệm Bát Bộ Thiên Long Kinh theo sư phụ, Dương Bách Xuyên cảm thấy tâm linh bắt đầu tĩnh lại. Lúc này áp lực biến nhỏ hơn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lại thì thấy sự đắc ý trên mặt thần đế giang biến mất, thay thế là sự ngưng trọng. Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, nói thầm, xem ra Bát Bộ Thiên Long Kinh của sư phụ dùng rất tốt. Đừng phân tâm, niệm xong 3.000 kinh văn, yêu nghiệt này sẽ đền tội. Được rồi niệm chú tiếp đi, thực lực của đối phương còn chưa bùng nổ hết, tiếp theo mới nguy hiểm. Vân Thiên Tà nói, biết biết, ngài tiếp tục, ha ha. Dương Bách Xuyên cười nói. Hắn có chút chấn động khi nghe sư phụ nói có 3.000 chân ngôn, đây mới chỉ là bắt đầu thôi cũng đã làm thần đế giang biến sắc, nếu niệm hết 3.000 chân ngôn còn không biết có uy lực gì. Đúng lúc này thần đế giang tăng khẩu ngữ, hai tay nhanh chóng biến ảo đánh đàn cổ, sau đó thấy đàn cổ dưới tay nàng ta toát ra ánh sáng màu vàng. Gào! Một tiếng gầm giận dữ vang lên từ đàn cổ, sau đó một dị thú cao 3 mét dài hơn 1 mét xuất hiện. Thân hình như một con sư tử, lông da màu vàng. Cả người đỏ rực như lửa, có 6 chân 4 cánh một đuôi. Dị thú vỗ 4 cánh, mở ra bồn máu to nhào về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này sư phụ lên tiếng, đây là bộ dáng chân chính của thần đế giang, ngoại hình rất giống sư tử, chỉ khác ở chỗ nhiều thêm chân và cánh. Dị thú thần đế giang bay ra khỏi đàn cổ, Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng áp lực, nhịp tim đập nhanh mấy chục lần. Nhưng tốc độ đọc chú ngữ của sư phụ cũng nhanh hơn, hắn cũng chuyên tâm niệm chú theo. Gào gào gào. Chỉ trong nháy mắt thần đế giang 6 đầu đã bao vây chuông Đông Hoàng, phát động tấn công. Dương Bách Xuyên vô cùng kinh hãi. Sư phụ quát to, không cần để ý, chuyên tâm niệm chú, sắp xong rồi, chờ hoàn thành Bát Bộ Thiên Long Kinh sẽ là lúc yêu nghiệt này đền tội, mặc cho bọn chúng tấn công, con kiên chỉ thúc dục mệnh tinh thần tượng đánh chuông Đông Hoàng. Dương Bách Xuyên đành phải làm theo. Ầm ầm ầm. Thần đế giang 6 đầu điên cuồng tấn công chuông Đông Hoàng. Phát ra tiếng nổ rung trời. Phụt. Dương Bách Xuyên hộc máu, hắn cảm nhận được chuông Đông Hoàng sắp không kiên trì được, thần đế giang càng ngày càng tấn công mạnh. Sư phụ, con sắp không kiên trì được nữa. Dương Bách Xuyên vừa niệm vừa nói. Một câu cuối cùng, nghiệt xúc đền tội. Nói xong Vân Thiên Tà hét lớn, Bát Bộ Thiên Long, ra. Dứt lời, Dương Bách Xuyên cũng gầm to Bát Bộ Thiên Long, ra. Gào gào gào. 8 thiên long tuyết trắng lao ra từ trong cơ thể Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó chuông Đông Hoàng biến mất, thần đế giang phát ra tiếng rên rỉ, bị 8 thiên long xé thành mảnh nhỏ, tiêu tán trong thiên địa. A! À, ngay sau đó nữ tử ngồi ở đỉnh hóng gió phát ra tiếng hét thảm, cả người tỏa ra vầng sáng màu vàng đất, dần dần hóa thành nguyên hình, giống hệt thú thần đế giang lúc nãy. Đế giang nhận thua, nguyện hóa thành thần châu. Dứt lời hóa thành một thần châu màu vàng đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Bách Xuyên đứng dậy cầm thần châu thần đế giang trong tay, không ngừng cảm thán, mặc dù không chiến đấu thảm thiết với yêu nghiệt này nhưng lại là hộ pháp thần nguy hiểm nhất. Cuối cùng cũng thu phục. Bát Bộ Thiên Long Kinh của sư phụ đúng là thứ tốt, hắn lại có thêm một thần thông trong tay, sau này chuyên dùng để đối phó với ma âm. Hơn nữa qua việc vận dụng lực lượng kỳ lân căn nguyên, hắn đã cảm nhận được chỗ không bình thường. Theo lời của sư phụ, sau này phải đi tìm hiểu kỹ lực lượng kỳ lân căn nguyên, sẽ thu hoạch được nhiều. Tất cả kết thúc, cảnh tượng biến ảo, thế giới hoa thơm chim hót lại biến trở về đại điện. Lúc này đám người Dương Bách Xuyên xuất hiện ở một đại điện to lớn. Cung điện của thần đế giang cũng xuất hiện một cánh cửa, khá
khác với hai cung điện trước, cánh cửa này xuất hiện ở phía sau. Dương Bách Xuyên nghĩ có lẽ đây là điện cuối cùng, sau khi rời khỏi đây sẽ là điện Thiên Hồ. Cũng là nơi trung tâm của Tiên Phủ Cửu Vĩ. Còn một chỗ khác nữa là cánh cửa này nhìn giống như một cánh cửa của một đại điện chân chính, không tự động mở ra cũng không xuất hiện tiên linh thạch. Dương Bách Xuyên có chút buồn bực, đáng lẽ dựa theo lệ thường phải có tiên linh thạch xuất hiện để làm khen thưởng mới đúng. Tại sao lại không có? Nhìn trái nhìn phải, Dương Bách Xuyên phát hiện đàn cổ mà thần đế Giang từng sử dụng vẫn còn. Không lẽ bảo vật của điện này là đàn cổ? Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên chồn nhỏ kêu mấy tiếng, sau đó hóa thành tia sáng lao về phía đàn cổ, há mồm nuốt chừng. Chi chi! Một giây sau chồn nhỏ trở lại, ngồi xổm trên bả vai của Dương Bách Xuyên, phát ra tiếng kêu đắc ý. Chỉ có Dương Bách Xuyên nghe hiểu, chồn nhỏ nói bảo vật này thuộc về ta. Ông tiên nhìn chồn nhỏ, lại nhìn Dương Bách Xuyên, nghĩ thầm khẩu vị của chồn nhỏ cũng quá nặng, cắn nuốt một chí bảo đàn cổ. Mọi người đều lĩnh giáo uy lực của đàn cổ này, ngay cả ông tiên cũng rất thèm thuồng, nhưng hiện tại nó lại bị chồn nhỏ nuốt chừng. Nhìn đôi mắt đáng yêu của chồn nhỏ, ông tiên cũng chỉ có thể cười trừ cho qua, đã nuốt rồi nàng ta còn làm gì được nữa. Lại nhìn Dương Bách Xuyên, rõ ràng không tính toán quản. Bảo vật của điện thần đế Giang tuyệt đối là đàn cổ này, hiện tại lại bị chồn nhỏ chiếm trước. Tiểu Phượng Hoàng không có phản ứng gì, dù sao chồn nhỏ là người một nhà, không sao cả. Dương Bách Xuyên biết rõ bụng của chồn nhỏ là một không gian, đàn cổ bị nuốt vào tương đương cất chứa. Như vậy cũng tốt, trong trí nhớ của hắn, chồn nhỏ chưa từng có hứng thú với pháp khí bao giờ. Đây là lần đầu tiên chồn nhỏ chủ động nuốt một pháp khí, cũng không biết sau này nó có thể sử dụng đến hay không. Tất nhiên Dương Bách Xuyên cảm nhận được ánh mắt khác thường của ông tiên, có chút xấu hổ nói, xin lỗi Cửu Nhi tỷ tỷ, chồn nhỏ bị ta chiều hư. Ông tiên cũng không oán trách gì, cười nói, chồn nhỏ lập công lớn có được đàn cổ là điều hiển nhiên. Cảm ơn Cửu Nhi tỷ tỷ thông cảm, vậy chúng ta đi thôi. Dương Bách Xuyên cười nói. Ông tiên cười nói, được, đã thu phục xong ba hộ pháp thần, cũng là lúc chứng kiến điện Thiên Hồ chân chính. Sau đó mấy người xoay người đi đến cửa đại điện, trên cửa lớn không hề có pháp trận cấm chế gì cả, đẩy nhẹ, cánh cửa đại điện đã mở ra. Khoảng khắc cửa mở, Dương Bách Xuyên cảm nhận được linh khí thiên địa vô cùng thuần tịnh, ngoài cửa có núi có nước, ánh nắng tươi sáng chân chính. Sau khi ra đại điện, một con đường bạch ngọc kéo dài thẳng tắp. Cách khoảng vài trăm thước, một tòa cung điện huy hoàng đứng sừng sững giữa núi, hiển nhiên đây chính là điện Thiên Hồ chân chính. Mười mấy phút sau, đám người Dương Bách Xuyên đã đi đến dưới trước cung điện. Cảnh cửa cung điện huy hoàng có ghi ba chữ to điện Thiên Hồ. Còn có cả cấm chế vô cùng cường đại, có lẽ rất khó phá. Xuyên đệ đệ, khả năng yêu cầu ba viên thần chây hộ pháp mới có thể đi vào. Ông tiên nhắc nhở, giọng nói có chút kích động. Tốn sức tốn công vì tiến vào điện Thiên Hồ này. Nơi này là tiên phủ của Cửu Vĩ yêu đế, nói không có chí bảo là không có khả năng. Ông tiên muốn khôi phục tu vi tiên vương kiếp trước, thiên tài địa bảo ở tu chân giới rất khó chống đỡ nàng ta khôi phục tu vi, tiên phủ Cửu Vĩ là một cơ hội của nàng ta. Cho nên nàng ta vô cùng chờ mong điện Thiên Hồ. Hy vọng có thể đạt được lực lượng từ nơi này, đủ để nàng ta đột phá một bước, sau đó nàng ta có thể trở về tiên giới. Dựa theo tu vi hiện tại của nàng ta, nếu đi tiên giới, ông tiên không dám xác định đám kẻ thù trước kia còn không, nếu còn, với tu vi hiện tại mà bị kẻ địch biết, chắc chắn sẽ tiêu đời. Nhưng chỉ cần có thể đột phá một bước ở đây, nàng ta có thể thi triển ra rất nhiều bí pháp ở kiếp trước, đến lúc đó sẽ có thủ đoạn giữ mạng. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được sự dao động cảm xúc của ông tiên, cũng đoán được suy nghĩ lúc này trong lòng nàng ta. Đường đường là tiên vương, nhưng lại chỉ là tán tiên ngũ chuyển ở tiểu giới. Còn chưa đến lục truyền, đúng là có chút dùng mình. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm nếu điện Thiên Hồ thực sự có bảo vật trợ giúp được ông tiên thì hắn sẽ hào phóng giúp nàng ta. Từ lúc tiếp xúc với ông tiên đến bây giờ, Dương Bách Xuyên đã tiếp nhận vị ông tiên yêu tộc này, gọi nàng ta một câu Cửu Nhi tỷ tỷ cũng là thật lòng. Dương Bách Xuyên cười nói, Cửu Nhi tỷ tỷ yên tâm, nếu điện Thiên Hồ thật sự có bảo vật có thể giúp tỷ tỷ khôi phục tu vi, đệ đệ này sẽ không lấy một phần, đưa hết cho tỷ tỷ. Nói xong Dương Bách Xuyên lấy ra ba viên thần châu hộ pháp, hậu duệ thủy thần châu màu lan, sa thi thần châu màu xanh lơ và thần đế giang châu màu vàng đất. Ba viên thần châu vừa xuất hiện tự động bay về phía cánh cửa đại điện. Sau đó ba viên thần châu bộc phát ra ba cột sáng lam xanh vàng, tản ra khí thể thiên địa vô cùng cường đại,
hình thành ba ký hiệu lực lượng, giống như một chiếc chìa khóa mở cửa, dung nhập vào trong cánh cửa điện thiên hồ. Ầm. Vầng sáng trên điện thiên hồ lóe lên, ầm ầm ầm, cánh cửa mở ra. Ba viên thần châu hộ pháp cũng biến mất. Khoảng khắc cánh cửa mở ra vang lên một âm thanh của tự nhiên. Ông tiên kích động nói, là âm thanh đại đạo, do cửu vĩ yêu đế để lại, đây cũng coi như là phần thưởng cho người có duyên chúng ta. Xuyên đệ đệ nghe kỹ, sẽ có ích cho tâm cảnh của ngươi, sau này tiện cho việc tìm hiểu bình cảnh. Dương Bách Xuyên không rõ âm thanh đại đạo là gì, nhưng dừng ở trong tai lại cảm giác được một sự thông thấu huyền diệu, đánh thẳng vào tâm cảnh. Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, hắn cảm nhận được bình cảnh của phi thăng đại viên mãn có dấu hiệu buông lỏng. Trong lòng thầm vui sướng, quả nhiên là tiên phủ của sư nương, chỉ cần nghe âm thanh huyền diệu này, tâm cảnh tâm linh của hắn đã có thể tiến hóa. Nhưng âm thanh đại đạo này cũng không lâu, chỉ mười mấy giây rồi dừng. Sau đó bốn vầng sáng xuất hiện nhắm thẳng vào bốn người bọn họ. Dương Bách Xuyên phát hiện hắn, Ong Tiên, Tiểu Phượng Hoàng, Chồn Nhỏ đều bị một vầng sáng bao phủ. Bốn vầng sáng quá nhanh, bốn người bọn họ còn chưa kịp phản ứng gì. Càng khủng bố hơn, sau khi bị bốn vầng sáng bao phủ, cả người không thể cử động, sau đó là choáng váng, trời đất quay cuồng. Tất nhiên cảm giác choáng váng này chỉ rằng co trong nháy mắt rồi biến mất. Khi hắn mở mắt ra, một âm thanh u oán vang lên, cuối cùng ngươi cũng đến, ta đã đợi ngươi hơn một vạn năm. Âm thanh này của một nữ nhân, Dương Bách Xuyên cảm thấy như đang nghe âm thanh của tự nhiên, giống như có thể hòa tan người. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn thấy người đứng trước mặt, đầu óc chấn động, trống rỗng. Đầu óc Dương Bách Xuyên trở nên trống rỗng, không phải lý do nào khác, là bởi vì hắn nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp của nữ nhân trước mặt mà khiếp sợ. Hắn dám nói hắn chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến nghẹt thở như vậy. Nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, nàng búi tóc kiểu vọng tiên cửu hoàn, đỉnh đầu cắm một cây châm vạn niên cát khánh, tay cầm một cây quạt trúc bằng lụa tơ tằm mạ vàng, nàng mặc một bộ cẩm sam màu đỏ anh đào, chân mang một đôi giày gấm hoa văn hình đám mây. Từ đầu tới chân đều mang một khí chất cao quý. Quan trọng nhất là, sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy đôi mắt của nàng thì trong nháy mắt hồn phách như bị câu đi mất, hắn có một loại cảm giác như nguyên thần cũng không nhịn được mà muốn xuất ra ngoài. Hắn cũng đâu phải chưa từng thấy mỹ nhân, mấy người vợ của hắn có ai là không xinh đẹp. Nhưng nữ tử trước mặt lại mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác. Vừa nhìn đã bị câu mất hồn, mị hoặc, quyến rũ, ngôn từ cũng không thể nào diễn tả được hết vẻ đẹp của nàng, mặt khác lại khiến cho người ta không dám khinh nhờn, giống như chỉ cần nhìn thêm một ánh mắt cũng là phạm tội. Cả buổi đầu óc hắn đều trống rỗng. Lúc này, hắn nghe nữ tử kia nói, hơn vạn năm rồi, người đúng là cái đồ không có lương tâm. Giọng nói nghẹn ngào, có chút quyến rũ lại mang theo vài phần đáng thương, Dương Bách Xuyên nghe xong trái tim như muốn tan vỡ. Nguyên thần cũng bắt đầu đung đưa. Lúc này, may mà Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy cơ thể mình run lên, ý thức của hắn đã trở thành người đứng xem. Cuối cùng hắn cũng thở ra một hơi, nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ tu vi của hắn sẽ biến thành hư vô trước mặt nữ tử này. Cùng lúc, hắn biết lão đầu đã chiếm lấy cơ thể hắn. Đầu óc đột nhiên sáng bừng. Dương Bách Xuyên lập tức hiểu rõ, lúc trước hậu duệ thủy thần đã nói người có duyên với Điện Thiên Hồ, không phải hắn, không phải Tiểu Phượng Hoàng, cũng không phải Phong Tiên và Chồn Nhi. Mà là, lão đầu nhà mình Vân Thiên Tà. Đoán đúng rồi. Tuy bất ngờ, nhưng lại rất hợp lý. Nơi này là tiên phủ cửu vĩ, cũng chính là tiên phủ của sư mẫu nhà mình. Sư nương cửu vĩ yêu đế, chờ người hữu duyên thật ra chính là chờ lão đầu. Sư phụ và sư nương, chuyện này rất bình thường. Nghe ý thì dường như sư nương cửu vĩ yêu đế từ hơn vạn năm trước đã tính được lão đầu trở về, hoặc nói đúng hơn là người đệ tử này về tiên phủ cửu vĩ. Đúng là quá thần kỳ. Sau khi ý thức của hắn trở thành người quan sát, không còn bị sư nương ảnh hưởng, cuối cùng tư duy cũng khôi phục lại bình thường và đã có thể suy nghĩ. Nhưng lúc này hắn chuẩn bị xem, nghe thử lão đầu và sư nương đang nói gì. Hắn chính là người thích nghe chuyện bát quái. Người vợ đầu tiên của lão đầu, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp sư nương, vừa lên sàn đã là cấp bậc cửu vĩ yêu đế, đúng là châu bò. Nhưng trong thâm tâm, Dương Bách Xuyên cũng không quá thoải mái. Vì sao sư nương lại phải cần ba hộ pháp tới bảo vệ, cho hắn một vấn đề khó như vậy, chẳng khác nào cuộc chiến sinh tử. Đương nhiên ba thần hộ pháp này đều là cơ thể phân thần, là thần hồn, nếu là thực thể thì hắn sẽ sớm toi đời rồi. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được,
lão đầu từ trước tới giờ gặp phải chuyện gì đều rất bình tĩnh nhưng lúc này cơ thể lại đang run rẩy. Ông nhìn nữ tử trước mặt run giọng nói, Thiên Cơ. Thiên Cơ. Dương Bách Xuyên nghe cái tên mà lão đầu gọi, rất khí phách cũng rất đặc biệt, rõ ràng là tên của sư nương cửu vĩ yêu đế. Nàng chịu khổ rồi, lão đầu nói tiếp rồi bước lên nắm lấy tay của bà. Nhưng, ngay sau đó, hai tay của lão đầu xuyên qua cơ thể của sư nương Thiên Cơ. Ta chỉ để lại một sợi thần hồn, không phải bản thể. Sau đó, hắn nghe sư nương nói. Chẳng trách, Dương Bách Xuyên lẳng lặng quan sát. Bà, giờ phút này, hình tượng luôn vô cùng khí phách của lão đầu sụp đổ, khi đối mặt với sư nương, ông lại vô cùng dịu dàng, muốn nói điều gì đó nhưng lại không nên lời. Thật sự đã đạp đổ hình tượng trong lòng Dương Bách Xuyên, hóa ra lão đầu cũng có một mặt anh hùng, dịu dàng như vậy. Cái đồ khốn kiếp, năm đó ta tùy hứng tranh cãi với ông mà ông không tới tìm ta. Thiên Cơ mang theo oán giận. Nhưng trong lời nói không che giấu được tình yêu với Vân Thiên Tà. Ai, không phải, không phải, chuyện năm đó rất phức tạp, ta bị mấy lão già nhìn chằm chằm, kẻ thù gièm pha, làm sao dám tới tìm bà. Sau đó ta cũng từng nghĩ tới việc tìm bà nhưng không ngờ bị người ta tính toán nên mới trở thành bộ dáng như bây giờ, nếu không gặp được tên tiểu tử này, thu hắn làm đệ tử thì sợ cả đời này ta sẽ không bao giờ gặp được bà nữa. Vân Thiên Tà than thở. Dương Bách Xuyên lại nghe sư nương nói. Khi ta nghe được tin ông ngã xuống, trở về tiên giới ta cũng không tin, sau đó ta đã bày đại trận thiên cơ của tộc, tính ra một quẻ, lúc đó mới phát hiện tình trạng sống dở chết dở của ông, hiện tại xem ra đúng là như vậy, chỉ còn lại tàn hồn, hơn nữa ông bị người ta mưu hại, ta biết chắc chắn là mấy lão già khốn kiếp của tiên giới. Cũng tính ra được một vạn năm sau sẽ có người tới điện thiên hồ, rõ ràng đã tính ra được là ông, nhưng thiên cơ lại biến đổi thành bị người che đậy. Trước khi đi không quá yên tâm nên đã để lại tam đại hộ pháp và phân thân thần châu để trấn áp nơi này. Hiện tại xem ra là đồ đệ của ông, không ngờ lại là một người mà ngay cả thiên cơ cũng có thể che đậy, nhưng cũng tốt, dù sao ta cũng biết được ông vẫn còn ở trên thế gian. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì cơ thể run lên, hóa ra người mà sư nương tính là lại là hắn, còn cái gì mà người có thể che đậy thiên cơ. Ngay cả lão đầu mà sư nương cũng có thể tính nhưng lại không tính ra được bản thân hắn. Đều là vì che đậy thiên cơ. Lúc này hắn nghe lão đầu nói, đúng vậy, trở thành sư đồ với tên tiểu tử này chính là ý của ông trời, bà cũng không nhìn thấu được tiểu tử này. Cuối cùng, lão đầu còn hỏi một câu. Nhìn không thấu, một chút cũng không, lúc đó ra muốn xem sâu hơn những lại bị cắn ngược trở lại, xem ra tiểu đồ đệ này của ông không phải người bình thường. Thiên Cơ nói, cũng đúng, người có thể được bình càn khôn thừa nhận tất nhiên không đơn giản. Vân Thiên Tà cảm thán. Bình càn khôn, là vật gì? Thiên Cơ hỏi. Lúc này, Dương Bách Xuyên nghe thấy lão đầu buồn bực nói, năm đó ta và mấy lão già của tiên giới cùng tiến vào, nơi đó, rồi bị bọn họ tính kế giết chết, cuối cùng chiếm được bình càn khôn nên mới ôm lấy tàn hồn chui vào bình càn khôn để sống sót. Có thể nói ta và những lão già kia liều mạng vào, nơi đó, chính là vì bình càn khôn này, kết quả cái giá mà ta phải trả là tính mạng của mình. Sau đó bị bình càn khôn đưa rời khỏi đó, cuối cùng gặp được tiểu tử này. Thật sự ta không hiểu nổi, ta đường đường là thập nhị kiếp tán tiên, vì sao bình càn khôn không nhìn chúng ta mà cứ nhất quyết chọn tên tiểu tử này, còn nhận nó làm chủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mọi chuyện trên thế gian này đều là do số định, ta được bình càn khôn ôm lấy tàn hồn, tên tiểu tử này lại mở bình càn khôn, vậy nên ta mới có thể trở lại, nếu không ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó, đây chính là ý trời. Ông nói đã đi, nơi đó, nên mới gặp nạn, cũng là do đám lão già khốn kiếp kia hại. Thiên Cơ đằng đằng sát khí hỏi. Không phải thế sao, trên đời này ngoài đám lão già kia, còn ai có thể hại được ta? Vân Thiên Tà nói. Thiên Cơ đáp, vậy thì không tìm sai người rồi. Thiên Cơ, trước tiên bà không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ tự tìm đám già kia để tính nợ, bà không cần ra tay với họ. Vân Thiên Tà vội vàng nói. Chết tiệt. Bây giờ ta chỉ là nguyên thần phân thân, bản thể đang làm gì ta cũng không biết, không chừng đã đánh nhau tới trời đất mù mịt ở tiên giới rồi. Chuyện này, bà nhanh thu nguyên thần về tiên giới đi, chớ làm bậy, còn nữa nói cho các bà ấy, không được phép làm bậy, đợi ta trở về, lão già khốn kiếp nào nợ ta, tự ta sẽ đòi lại, mọi người đừng xen vào, tất cả đều không phải là đối thủ. Cái đồ chết tiệt, còn nhớ thương mấy hồ ly tinh kia của ông à, bọn họ muốn làm gì ta cũng không quản được. Hừ. Bà không phải hồ ly tinh sao? Ông.
Dương Bách Xuyên vẫn luôn nghe sư phụ mình và sư nương nói chuyện, lúc sư phụ nói sư nương hắn là hồ ly tinh, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà cười phá lên. Phụt! Tiểu tử thối, có cái gì buồn cười à? Lão đầu lên tiếng mắng hắn, ngay sau đó trước mặt tối sầm, Dương Bách Xuyên cảm nhận được bản thân không thấy được gì cả, nghe cũng không. Lúc này mới biết mình bị lão đầu thi pháp phong ấn luôn lục giác. Lão đầu chết tiệt, đừng phong ấn ý thức của con. Mắng nửa ngày cũng không ai nghe thấy, hắn hoàn toàn bị nhốt vào phòng tối. Lúc sau, lão đầu và sư nương Thiên Cơ nói cái gì, Dương Bách Xuyên cũng không nghe được. Chẳng biết qua bao lâu, Dương Bách Xuyên mới cảm nhận được tầm nhìn, cơ thể khôi phục được tự do, thần hồn của lão đầu đã rời khỏi cơ thể hắn. Sư nương Thiên Cơ ở trong cung điện cũng biến mất không thấy. Theo bản năng, Dương Bách Xuyên hỏi, lão đầu, sư nương đâu? Bà ấy chỉ là nguyên thần phân thân, đã quay về bản thể rồi. Lúc này, nghe lão đầu nói như vậy, thật ra Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được vẻ cô đơn của ông. Dương Bách Xuyên biết tâm trạng sư phụ không tốt, hắn cũng không hỏi nhiều, bây giờ hắn mới đánh giá xung quanh nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Phong Tiên, Tiểu Phượng Hoàng và Trồn Nhi đâu. Hắn hỏi, lão đầu, Tiểu Phượng Hoàng, Trồn Nhi, Phong Tiên, mấy người họ đi đâu rồi? Người có hỏi sư nương đã đưa bọn họ đi đâu không? Vân Thiên Tà đáp, ở đây, ai cũng có một phần cơ duyên, một họ không sao, không cần lo lắng. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt. Nhưng nghe lão đầu nói mấy người bọn họ đều có cơ duyên, hắn liền nghĩ tới bản thân rồi cười gian trá, lão đầu, con có được thứ gì tốt không vậy? Sư nương để lại 5 hạt giống cho con, xem như là quà gặp mặt cho tiểu bối, trên mặt đất ấy. Vân Thiên Tà nói. Dương Bách Xuyên cúi đầu nhìn, quả nhiên trên đất còn có đồ. Nhìn kỹ đây chỉ là 5 hạt thóc mà thôi, nhưng xung quanh lại tản ra 5 loại màu sắc, nhìn rất đẹp mắt. Lão đầu chết tiệt, người đùa con đấy à? Đây không phải hạt thóc 5 màu à, tính gì là bảo vật chứ? Tu vi của con đã là phi thăng đại viên mãn rồi, dùng để nấu cơm à, hơn nữa 5 hạt cũng không nấu đủ một bát. Dương Bách Xuyên oán trách. Thằng nhóc vô liêm sỉ, con nghĩ sư nương đường đường là yêu đế mà keo kiệt như vậy. Chỉ cho con 5 hạt thóc chắc, Vân Thiên Tà mắng. Dương Bách Xuyên nghĩ lại cũng đúng, sư nương là cửu vĩ thiên hồ có cấp bậc yêu đế, không kể keo kiệt như vậy được. 5 hạt thóc này còn làm ra được trò trống gì à? Dương Bách Xuyên vừa nói vừa nhặt 5 hạt thóc đang tỏa ra ánh sáng nhiều màu lên. Phí lời, loại thóc 5 màu này có từ khi khai thiên lập địa, bên trong cất chứa sức mạnh ngũ hành tinh khiết nhất, lực lượng này có thể so với tiên thạch thượng phẩm, sư nương con để lại cho con hạt giống, là hạt giống đấy có hiểu không? Con có thể trồng trọt. 100 năm sinh trưởng, 100 năm chín muồi, ngũ hành hợp nhất có bổ trợ vô cùng to lớn với việc tu luyện, tiểu tử ngươi đúng là may chán. Năm đó vi sư muốn thóc ngũ sắc bà ấy cũng không cho, đó là vật chí bảo của hoàng tộc cửu vĩ thiên hồ, không chỉ có thể dùng tu luyện mà còn luyện được đan. Vân Thiên Tà làm nhảm nói. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì hai mắt sáng lên, lúc cầm trên tay hắn cũng cảm nhận được hạt thóc 5 màu này không giống với bình thường. Mặc dù rất nhỏ nhưng bên trong lại chứa đựng sức mạnh khiến người ta phải khiếp sợ. Cẩn thận cảm nhận lại, 5 hạt thóc này lại là 5 thuộc tính sức mạnh, bao gồm ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngay lập tức hắn tìm một nơi trong không gian càn khôn để trồng. Theo như những gì lão đầu nói, cần 100 năm để lớn rồi 100 năm để chín nhưng hắn có nước sinh mệnh, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Sau này, bên trong không gian càn khôn lại có thêm một loại bảo vật chân chính. Hiện tại, không gian càn khôn của hắn có nước sinh mệnh, linh đào, lá tử vân ngũ lôi, bây giờ lại có thêm thóc 5 màu là 4 món chí bảo rồi, đương nhiên bình càn khôn còn những thiên tài địa bảo khác, nhưng 4 món trên là tốt nhất. Lần này, chuyện ở tiên phủ cửu vĩ cũng xem như kết thúc. Tính ra mọi người đều thu được lợi, quan trọng là lão đầu và sư nương đã gặp nhau, bản thân hắn cũng rất vui vẻ, có thể gặp được một sư nương, hơn nữa vị sư nương này còn rất châu bò, cửu vĩ yêu đế đó. Chỉ riêng phân thân của ba thần hộ pháp đã mạnh như vậy, sư nương hắn còn có năng lực đoán trước tương lai, nói chung cảm giác không tồi. Mặc dù nguyên thần đã đi rồi nhưng vẫn để lại cho Dương Bách Xuyên ấn tượng rất sâu sắc. Hắn hỏi lão đầu, lúc sau người và sư nương nói gì vậy? Vân Thiên Tà mắng, con nít hỏi nhiều vậy làm gì, đi thôi, bọn Tiểu Phượng Hoàng đang đợi bên ngoài rồi. Không nói thì thôi, con cũng không thèm nghe. Dương Bách Xuyên trợn mắt rồi xoay người đi ra phía cửa lớn. Lúc này, đại điện khôi phục lại như cũ,
nhìn qua thì đây là một cung điện rất bình thường, cổng lớn đã xuất hiện. Dương Bách Xuyên đẩy cửa bước ra ngoài, quả nhiên thấy Tiểu Phượng Hoàng, Phong Tiên và Trồn Nhi đang đợi hắn. Trước khi tiến vào đại điện, bốn người bọn họ bị tách ra, xem như mỗi người đều có cơ duyên của mình, mặc dù không biết là cơ duyên gì nhưng Dương Bách Xuyên vừa nhìn qua, ánh mắt đã rơi vào Phong Tiên, hắn cảm nhận được khí tức rất nồng đậm tản ra từ trên người nàng, có lẽ đây chính là vận may của nàng, tu vi tăng mạnh. Mà Tiểu Phượng Hoàng và Trồn Nhi không giống nhau, hơi thở của Tiểu Phượng Hoàng rất dài còn Trồn Nhi thì thông minh hơn. Đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn Phong Tiên cười nói, Cửu Nhi tỷ tỷ, chúc mừng, hình như tu vi tăng mạnh rồi. Lúc này Phong Tiên cũng mỉm cười, trên mặt không giấu được niềm vui, ha ha, ngồi thiền tu luyện 180 năm, nếu không tiến bộ thì quá phế rồi, tỷ tỷ của đệ hiện tại đã vào kim tiên hậu kỳ, chỉ còn một bước nữa thôi là có thể lên tiên giới rồi, Vân đệ đệ. Lần này phải cảm ơn đệ, nếu không có đệ và Tiểu Phượng Hoàng, à đúng rồi, còn cả Trồn Nhi, tỷ tỷ cũng sẽ không vào được tiên phủ cửu vĩ. Dương Bách Xuyên nghe Phong Tiên nói, vậy mà thiền 180 năm, hắn lập tức sững người, hắn biết sau khi bị lão đầu phong ấn ý thức, cảm giác như mới ngủ một giấc đã qua 180 năm. Tính toán lại quả đúng là như vậy, 180 năm trôi qua, quả đúng với câu nói tu chân không kể ngày tháng. Thật ra khi còn bé nghe ông cụ đầu thôn kể chuyện xưa, thần tiên ngủ gật xuân hạ thu đông không biết nóng lạnh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Điều chỉnh lại tâm trạng, Dương Bách Xuyên cười cười nói, chắc hẳn mọi người đều có cơ duyên, tiểu đệ vẫn phải chúc mừng cửu vĩ tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng chúc mừng Vân đệ đệ. Sau khi hai người chúc nhau qua lại, vấn đề hiện tại là làm thế nào ra ngoài. Đường trở về thì dễ dàng hơn nhiều. Lúc tới đây bọn họ đã trải qua 5 cửa ải chém 6 tướng phá được mộng cảnh của tiên phủ, hoặc nói sau khi nguyên thần của sư nương thiên cơ rời đi, tiên phủ cửu vĩ cũng biến thành tiên phủ bình thường, không còn cấm chế thần thức, lối vào ở trên núi thì lúc ra cũng có thể đi lại đường cũ. Mọi người cũng không hỏi nhau đã lấy được cơ duyên gì khi vào tiên phủ cửu vĩ, dù sao tất cả đều thu lợi là được, hỏi nhiều sẽ không hay. Phong Tiên đề xuất ra ngoài, sau khi rời khỏi đây nàng phải quay về tiên giới. Hiện tại tu vi của nàng cũng đã đạt tới kim tiên hậu kỳ, có năng lực ở tiên giới tự bảo vệ mình. Dương Bách Xuyên thì chưa muốn đi, bởi vì hắn nhìn chúng đủ các loại linh dược, linh quả trong tiên phủ cửu vĩ của sư mẫu, có thể là Phong Tiên chướng mắt những thiên tài địa bảo này nhưng với Dương Bách Xuyên mà nói tất cả đều là thứ tốt. Hắn dùng thần thức tùy tiện quét qua một vòng cũng thấy được linh dược nghìn năm, thậm chí vạn năm cũng có, nơi này đã đóng chặt cửa hơn nghìn năm, vườn linh dược và linh quả đều là những bảo vật thượng phẩm. Hắn lấy đi luyện đan luyện khí cũng được, hơn nữa hắn còn rất nhiều vợ, cả con cái và bằng hữu huynh đệ, Vân Môn, tất cả đều cần những linh dược này, nếu bỏ qua thì hắn sẽ tổn thất lớn. Vậy nên Dương Bách Xuyên cười nói với Phong Tiên, Cửu Nhi tỷ tỷ đi trước đi, ta còn muốn đào một ít linh dược, đâu phải như Cửu Nhi tỷ tỷ đã là cấp bậc tiên nhân, ta vẫn là tu chân giả đấy, cần những linh dược này. Phong Tiên nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì sững người, nàng hiểu ý của Dương Bách Xuyên, cũng được. Vậy tỷ tỷ đi trước, nếu như có chuyện gì thì cứ gọi tỷ thông qua phong vĩ châm mà tỷ đưa cho đệ, trước kia không thể trực tiếp đi tới cạnh đệ nhưng bây giờ có thể rồi. Được, vậy đa tạ Cửu Nhi tỷ tỷ. Dương Bách Xuyên đáp. Dứt lời, Phong Tiên lóe lên rồi biến mất. Dương Bách Xuyên dẫn Tiểu Phượng Hoàng và Trồn Nhi đi về hướng vườn linh dược của tiên phủ cửu vĩ, hắn chuẩn bị càn quét một lượt, dọn sạch đồ trong này, dù sao đều là của sư nương nhà mình. Sau này tới tiên giới sư nương thiên cơ cũng sẽ không trách hắn. Toàn bộ tiên phủ cửu vĩ, tuy nói là tiên phủ nhưng thật ra là một thung lũng lớn, nơi này được bao phủ bởi trận pháp, hơn nữa còn thuộc địa phận của tiểu yêu giới, Dương Bách Xuyên biết đây chỉ là nơi ở tạm thời của sư nương thiên cơ mà thôi. Hơn 10 phút sau, Dương Bách Xuyên dẫn theo Tiểu Phượng Hoàng và Trồn Nhi tới vườn linh dược. Nhưng phát hiện nơi này được bày bố trận pháp, có vẻ như đây là trận pháp của cấp bậc phi thăng cảnh. Không giống với trận pháp với ở tiên phủ cửu vĩ. Cũng không biết là đại trận huyền ảo gì, đây giống như trận pháp phòng ngự. Loại trận pháp này đương nhiên không ngăn được hắn, Dương Bách Xuyên đánh một chưởng lên trận pháp. Đòn tấn công này đã đánh vỡ đại trận. Nhưng giây sau, một tiếng quát mắng vang lên. Kẻ nào dám làm càn? Nghe như giọng của phụ nữ. Vườn linh dược còn có người trông coi. Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng buồn bực, hết tam đại hộ pháp thì thôi. Nơi này lại còn có người nữa. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng ập tới, Dương Bách Xuyên cười lớn, không ngờ ở đây lại gặp được người quen cũ. Lúc Dương Bách Xuyên nhìn thấy người quen, khóe miệng khẽ cong lên,
trong lòng lại nhủ thầm đúng là ổ của hồ ly có khác, đi đâu cũng đụng trúng hồ ly. Xin chào tiền bối Thiên Hồ, hai ta lại gặp mặt rồi. Dương Bách Xuyên mỉm cười chào hỏi, người tiến vào không ai khác chính là Thiên Hồ của Sơn Hải Giới, cũng là sư phụ của Trịnh Bân Bân. Năm ấy, lúc hắn tìm được Trịnh Bân Bân thì cũng đúng vào thời điểm bên trong Sơn Hải Môn đang phát sinh nội đấu gay gắt. Lúc đó hai sư trò Trịnh Bân Bân và Thiên Hồ bị cả tông môn xa lánh, sau khi Dương Bách Xuyên giúp họ giải quyết rắc rối, duyên phận sư trò giữa Thiên Hồ và Trịnh Bân Bân cũng đến hồi kết. Cũng vì vậy mà Trịnh Bân Bân mới đồng ý theo chân hắn về Vân Môn Tiên Cảnh, hắn cũng từng ngỏ ý mời Thiên Hồ tới Vân Môn Tiên Cảnh một chuyến, nhưng Thiên Hồ lại từ chối, bảo rằng muốn ngao du thiên hạ. Tính ra thì từ đó đến nay đã gần 300 năm, không ngờ hôm nay lại tình cờ chạm mặt với Thiên Hồ ở Cửu Vĩ Tiên Phủ tại Tiểu Yêu Giới. Không thể phủ nhận một điều rằng đây đúng là duyên phận. Chẳng qua Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi phiền muộn, quanh Cửu Vĩ Tiên Phủ có đại trận bảo vệ kia mà, sao nàng ta lại vào được, hơn nữa đích đến còn là bên trong linh dược viên. Vừa nghĩ đến linh dược, Dương Bách Xuyên thầm cười khổ, không cần hỏi cũng biết, Thiên Hồ mà ở trong linh dược viên thì kiểu gì linh dược bên trong cũng lành ít dữ nhiều. Mà tính ra hắn và Thiên Hồ cũng có duyên với nhau lắm. Trong cuộc chiến phá thiên trảm ở Sơn Hải Giới, nhờ bắt tay đối phó Hóa Thê Lương mà mọi người dần thân thiết, hắn không chỉ làm quen với Thiên Hồ, Huyền Vũ mà còn cả Tiểu Trích Tiên Đường Đường. Đến khi tới tu chân giới, tuy không thường xuyên gặp mặt nhưng quan hệ giữa hai bên lại không hề tệ. Dương Bách Xuyên rất thích kết giao với Thiên Hồ. Năm đó, trong cuộc chiến thiên trảm ở Sơn Hải Giới, hắn, Tiểu Phượng Hoàng, Thiên Hồ, Huyền Vũ và Tiểu Trích Tiên Đường Đường cùng tiêu diệt Hóa Thê Lương, phá hủy đại trận thiên trảm, đã thông con đường nối giữa Sơn Hải Giới và tu chân giới, từ đó lập được công lớn cho Sơn Hải Giới. Thế nên tình nghĩa của họ tất không phải thứ người ngoài có thể sánh được. Vì vậy, hiện tại, khi gặp lại Thiên Hồ, Dương Bách Xuyên thật sự rất vui. Về phần Thiên Hồ, vốn tưởng là kẻ nào đó to gan dám tự tiện xông vào tộc của nàng ta, ai ngờ người đến lại là Dương Bách Xuyên, sau một thoáng sửng sốt thì vui mừng bật cười thành tiếng, nói đùa, rõ ràng lần trước Vân Đệ Đệ còn gọi ta là tỷ tỷ cơ mà, sao giờ lại đổi thành tiền bối rồi, chẳng lẽ tỷ đây già như vậy sao? À, Dương Bách Xuyên bỗng cứng họng, hắn lại quen gọi theo bối phận của Trịnh Bân Bân rồi, vì Trịnh Bân Bân là đồ đệ của Thiên Hồ, nên tất nhiên hắn phải gọi Thiên Hồ là tiền bối. Nhưng hiện tại, quan hệ sư đồ giữa Trịnh Bân Bân và Thiên Hồ đã chấm dứt, tức là bối phận gì đó cũng không còn, có điều Dương Bách Xuyên gọi quen rồi nên nhất thời quên không đổi lại. Nhìn nụ cười yêu kiều của Thiên Hồ, trái tim Dương Bách Xuyên run lên, lặng lẽ nghĩ thầm trong lòng rằng, mẹ kiếp, người tộc Hồ bẩm sinh đã quyến rũ hơn người, tới ta cũng chẳng dám nhìn quá lâu, vì thật sự là chịu không nổi. Bản thân sư nương Thiên Cơ là yêu đế chí tôn, chỉ cần một bản sao nguyên thần đã suýt khiến hắn tâm trí rối bời, không dám nhìn thẳng quá lâu, cũng chẳng có gan nảy lên chút dục vọng vấy bẩn nào. Thiên Hồ bây giờ cũng không hề thua kém, đương nhiên sức quyến rũ của Thiên Hồ không thể sánh bằng sư nương Thiên Cơ, nhưng vẫn đủ khiến Dương Bách Xuyên nhìn mà tim đập chân run, mặt đỏ tai hồng. Với cả Dương Bách Xuyên phát hiện, lúc hắn ngước mắt nhìn Thiên Hồ, hạt giống dục vọng dưới đáy lòng sẽ từ từ nảy mầm. Hoàn toàn khác hẳn với cảm giác không dám vấy bẩn khi đối mặt với sư nương Thiên Cơ. Lý do đằng sau sự khác biệt này cũng không khó đoán, khả năng là do tu vi của Thiên Hồ không đủ cao. Gần 300 năm không gặp, tu vi của Thiên Hồ đã chạm tới phi thăng cảnh sơ kỳ, có thể nói là tiến bộ rất lớn. Nhưng nếu so với sư nương Thiên Cơ thì tu vi của Thiên Hồ vẫn còn kém xa vạn dặm. Thế nên rõ ràng lúc nhìn sư nương, trong đầu họ Dương nào đó chẳng mảy may xuất hiện chút suy nghĩ khinh nhờn nào, nhưng hiện tại, khi ngắm Thiên Hồ, trong lòng lại cảm thấy rung động, muốn yêu thương cưng chiều nàng ta. Đây là khí chất quyến rũ vốn có của tộc Hồ, không phải do tâm trí của hắn không đủ vững chắc, càng không có chuyện Thiên Hồ mê hoặc người khác, mà là do vẻ yêu mị mà ông trời ban cho tộc Hồ. Nghe thấy tiếng cười khanh khách của Thiên Hồ, Dương Bách Xuyên chỉ còn nước rời mắt, không dám nhìn thẳng vào nàng ta quá lâu. Hắn biết nguyên nhân là vì tâm cảnh của bản thân chưa đủ vững. Hẳn là nên chăm chỉ rèn luyện tâm cảnh nhiều hơn mới phải. Họ Dương nghĩ thầm. Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng lúc mở miệng, hắn vẫn ngoan ngoan gọi Thiên Hồ một tiếng, Thiên Hồ tỷ tỷ. Không gọi cũng không được, chẳng lẽ mấy người không thấy mặt mũi nàng ta xị hẳn xuống rồi sao? Cùng lúc này, Dương Bách Xuyên chợt thông suốt một đạo lý. Bất kể là ở thế giới nào thì những sinh vật mang giới tính nữ cũng đều mong bản thân mãi mãi tươi trẻ, và không hề muốn bị người khác nói là mình già.
Lúc Thiên Hồ nghe thấy Dương Bách Xuyên chịu gọi một tiếng tỷ tỷ, trong mắt nàng ta lập tức hiện lên ý cười, tiếng cười khanh khách êm tai lại vang lên. Dương Bách Xuyên không kiềm được, ngẩng đầu lên nhìn nàng ta lần nữa, sau đó phát hiện trái tim bé bỏng của mình lại vô thức đập loạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, nụ cười khuynh quốc khuynh thành trong truyền thuyết hẳn là ám chỉ nụ cười của mấy cô em hồ ly này rồi. Dương Bách Xuyên cảm thán trong lòng, sau đó vội nghiêng đầu, rời mắt sang chỗ khác, hắn sợ còn nhìn tiếp nữa sẽ không tài nào đè ép nổi suy nghĩ xấu xa trong lòng, rồi mất kiểm soát làm ra chuyện gì không hay. Tiện thể, hắn đổi luôn chủ đề, Thiên Hồ tỷ tỷ, sao chị lại tới Cửu Vĩ Tiên Phủ vậy? Chỗ này đâu có dễ vào. Nghe Dương Bách Xuyên hỏi vậy, Thiên Hồ cười bảo, năm đó, sau khi chia tay hai người, ta bắt đầu hành trình chu du tu chân giới, rồi lại tìm đường qua tiểu yêu giới. Sau khi tiến vào tiểu yêu giới, tiềm thức của ta bỗng cảm ứng được nơi này, ta bèn tìm đến rồi phát hiện hóa ra là phủ đệ của tiền bối trong tộc, sau đó thông qua bí pháp của bộ tộc, ta thành công vào được đây. Có điều sau khi tiến vào, ta mới phát hiện bên trong có vài đại điện được bảo vệ bởi đại trận cực mạnh, không tài nào mở ra được, nhưng bên phía linh dược viên và linh quả viên lại không có, ta bèn bày một trận pháp ngay tại linh dược viên này, rồi bắt đầu rồi dốc lòng tu luyện. Cũng nhờ vô số linh dược bên trong trợ giúp nên con đường tu luyện của tỷ đây rất thuận lợi, chẳng mấy chốc tu vi đã đạt tới cảnh giới phi thăng, hơn nữa còn mọc được cái đuôi thứ 9, ha ha. Nghe Thiên Hồ giải thích xong, Dương Bách Xuyên mới ngộ ra, hắn vậy mà lại quên mất Thiên Hồ cũng thuộc một nhánh của tộc Hồ, mà đã là cùng tộc, vậy chuyện nàng ta vào được Cửu Vĩ Tiên Phủ cũng chẳng có gì lạ. Ngoài ra, chuyện Thiên Hồ mọc được cái đuôi thứ 9 cũng khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên vô cùng. Thiên Hồ tỷ tỷ đã đạt tới Cửu Vĩ rồi sao? Thể theo sự hiểu biết của hắn về tộc Hồ, một khi người của tộc Hồ tiến hóa đến cấp Cửu Vĩ, tức tu vi hẳn phải vượt qua cả thiên đại, nhưng dù đã mọc ra đuôi thứ 9, nhưng hiện Thiên Hồ mới chỉ tới phi thăng cảnh, điều này khiến hắn cảm thấy hơi khó hiểu. Như biết được nghi vấn trong lòng Dương Bách Xuyên, Thiên Hồ vừa cười khúc khích vừa giải thích, trong tộc Hồ của ta còn phân loại cả huyết mạch nữa, nhìn chung thì có 5 bậc huyết mạch là linh, yêu, ma, tiên, thiên. Thấp nhất là huyết mạch linh hồ, còn cao nhất đương nhiên là huyết mạch thiên hồ. Tương truyền rằng chỉ có ông tổ đời thứ nhất là thiên cấp thôi. Sau đó, theo thời gian dần trôi, tộc Hồ của ta cũng khai chi tán diệp, rẽ ra nhiều nhánh hơn, di cư tới vô vàn thế giới lớn nhỏ, chỉ là huyết mạch cũng nhạt dần, thế nên cực kỳ khó tiến hóa. Tên của tỷ tỷ là Thiên Hồ, nhưng bậc huyết mạch thật sự chỉ là bậc 3, tức huyết mạch ma hồ, nhưng hiện tại, sau khi đạt tới Cửu Vĩ, ta đã tiến thêm một bước. Trở thành Thiên Hồ. Nghe tới đây, Dương Bách Xuyên khẽ gật đầu, giờ mới biết hóa ra trong tộc Hồ còn phân chia huyết mạch thành nhiều bậc tới vậy, giờ nghĩ lại thì sư nương nhà mình hẳn là bậc Thiên Hồ nhỉ. Có điều huyết mạch bậc 3 ma hồ của Thiên Hồ tính ra cũng tốt lắm rồi, thứ yêu tộc quan tâm nhất chính là huyết thống, thế nên huyết mạch của Thiên Hồ có thể đạt tới cấp ma hồ đã xem như không tệ, vào được Cửu Vĩ Tiên Phủ cũng chẳng có gì lạ lùng cả. Sau đó, Thiên Hồ lại hỏi Dương Bách Xuyên, Vân đệ đệ nè, em vào đây bằng cách nào thế? Dương Bách Xuyên cũng chẳng giấu giếm gì Thiên Hồ, bởi tính ra Thiên Hồ cũng được xem là nửa chủ nhân của Cửu Vĩ Tiên Phủ, vì tất cả tộc Hồ trên thế gian này đều là cùng một nhà, điều này Dương Bách Xuyên biết, vậy nên không cần phải giấu nàng ta làm gì. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên nói, có thể nói nơi này là tiên phủ của sư nương đệ, đệ vào đây cùng mấy người khác. Sau đó, Dương Bách Xuyên thuật lại sơ lược chuyện hắn tiến vào tiểu yêu giới với nàng ta. Vừa nghe thấy Dương Bách Xuyên nói chủ nhân của tiên phủ này chính là sư nương của hắn, trong mắt Thiên Hồ chợt lóe lên tia sáng, bởi nàng ta biết rất rõ tiền bối tộc Hồ sở hữu tòa tiên phủ này lợi hại tới cỡ nào, cảm ứng huyết mạch tuyệt đối không sai. Sau khi tâm sự hồi lâu, Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị rời đi, hoàn toàn không còn hứng thú vào thăm linh dược viên và linh quả viên nữa, vì nếu Thiên Hồ đã chọn nơi này làm chỗ tu hành, hắn lại xông vào cướp đoạt hết thiên tài địa bảo thì thật sự quá vô liêm sỉ rồi. Không ngờ Thiên Hồ lại vô cùng khẳng khái mời Dương Bách Xuyên vào linh dược viên và linh quả viên tham quan cũng như thích hái gì thì hái, vì nàng ta cũng chẳng thể dùng hết được. Ngày hôm sau, Dương Bách Xuyên thắng lợi trở về, hắn bước ra khỏi linh dược viên, mở miệng tạm biệt Thiên Hồ. Nào ngờ Thiên Hồ lại bảo, Vân đệ đệ chờ chút, tỷ tỷ đã bế quan tu luyện hơn 100 năm, cũng đến lúc ra ngoài rèn luyện tâm cảnh, chỉ bằng hai ta cùng kết bạn lên đường, đệ thấy sao? Với cả ta cũng định ghé qua vân môn của đệ để thăm con nhóc Trịnh Bân Bân kia. Lúc nhắc tới chuyện này, hai mắt Thiên Hồ sáng rực lên như đèn pha, đúng là trước đó nàng ta không hề có ý định rời khỏi đây,
thậm chí còn chuẩn bị tiếp tục ở lại Cửu Vĩ Tiên Phủ tu luyện, nhưng sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói chủ nhân của Tiên Phủ là sư nương của hắn, Thiên Hồ lập tức thay đổi ý định. Dương Bách Xuyên lén nhìn lướt qua mặt Thiên Hồ, hắn có phát hiện ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt nàng ta, nhưng không tài nào đoán ra được nàng ta đang suy nghĩ chuyện gì. Có điều chẳng lẽ Dương Bách Xuyên lại nỡ lòng từ chối yêu cầu kết bạn đồng hành của Thiên Hồ ư? Sao có thể chứ? Thế là hắn nhếch miệng cười đáp, cầu còn không được. Trong đại điện của tộc Thần Phượng, hiện đã hơn 180 năm trôi qua, vị trí tộc trưởng của Mai Thi Dĩnh đã được củng cố vô cùng vững chắc. Đương nhiên một phần cũng nhờ có Mai Tỷ, hai tỷ muội họ mà hợp tác với nhau thì không phải dạng vừa, đặc biệt Mai Tỷ còn sở hữu long thể, tất sẽ có lá bài tẩy của mình rồi. Nhưng cũng không thể bỏ qua tiếng tăm khủng bố của họ Dương nào đó, ngoài ra còn phải kể đến bí pháp mà Tiểu Phượng Hoàng đã truyền thụ cho Mai Thi Dĩnh, chính vì vậy mà người của tộc Thần Phượng mới không dám hành động một cách lỗ mãng. Sau khi Dương Bách Xuyên dẫn Tiểu Phượng Hoàng và Thiên Hồ rời khỏi Cửu Vĩ Tiên Phủ, tất nhiên sẽ phải ghé qua tộc Thần Phượng một chuyến. Sắp tới hắn sẽ tìm đến tộc Thiên Lang để giải quyết cho xong mối họa ngầm này, bằng không sau này lại có rắc rối tìm tới nữa. Bên cạnh đó thì có thể xem đây là một cách giết gà dọa khỉ của hắn cũng được. Nguyên nhân là vì nhìn tổng thể thì sức mạnh của người dân ở tiểu yêu giới vượt xa tu chân giới, nếu hắn không để lại chút chiến tích nào ở đây thì đúng là uổng phí rồi. Trong số 4 gia tộc sở hữu huyết mạch của tứ đại thần thú ở tiểu yêu giới, hắn mới chỉ gặp tộc Thần Phượng, 3 gia tộc lớn còn lại thì chưa từng thấy mặt. Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ là tinh anh của tiểu yêu giới nên tất nhiên Dương Bách Xuyên muốn được gặp một lần xem sao. Với cả khả năng cao là giữa những gia tộc huyết mạch đó và vài thế lực tông môn ở tu chân giới có tồn tại mối quan hệ ngầm. Nếu không thể tận mắt nhìn thấy họ, hắn sẽ không thể yên tâm đi đảo tán tiên. Vừa nhớ tới những lời ông già nói với mình sau khi ra khỏi Cửu Vĩ Tiên Phủ, Dương Bách Xuyên lại thầm lo lắng trong lòng. Cụ thể, sau khi rời đi Cửu Vĩ Tiên Phủ, ông già đã nói với hắn qua tâm trí rằng, thằng nhóc thối, vi sư không muốn đợi nữa, con mau tới đảo tán tiên ngay đi. Có lẽ các sư nương của con đang gặp nguy hiểm ở tiên giới. Ông già à, ông có nhiều kẻ thù ở tiên giới lắm hả? Dương Bách Xuyên không kiềm được mà hỏi. Hỏi nhảm, trần đời làm gì có tu sĩ nào tu luyện tới trình độ như vi sư mà lại không có bao nhiêu kẻ địch chứ? Quan trọng là kẻ thù của vi sư. Thôi, có nói cho con cũng vô ích, con mau sắp xếp xong xuôi mọi chuyện ở đây, sau đó gấp rút lên đường tới đảo tán tiên, chứ vi sư muốn về đảo. Đúc lại tiên thể để lên tiên giới hội hợp với nhóm của sư nương của con. Vân Thiên Tà nói một tràng. Dương Bách Xuyên hỏi ngược lại, sư nương Thiên Cơ đã nói gì với vi sư vậy? Có chuyện gì cần cháu giúp không? Vân Thiên Tà đáp, con có lòng nghĩ cho ta là được, mấy chuyện khác không cần lo làm gì, vi sư tự biết suy xét. Thôi được, con không hỏi nữa, giải quyết xong chuyện ở tiểu yêu giới, con sẽ lập tức xuất phát tới đảo tán tiên. Cuối cùng Dương Bách Xuyên quyết định không dò hỏi tới cùng nữa, vì hắn biết ông già sẽ không chịu nói. Nhưng hắn có thể cảm nhận được từ sau cái lần chạm trán bản sao nguyên thần của sư nương Thiên Cơ, tâm trạng của ông có vẻ nặng nề hơn nhiều, xem ra tình hình bên tiên giới lúc này không ổn cho lắm. Về chuyện của tiên giới, hắn chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu, chứ chẳng giúp ích được gì. Là một đồ đệ, việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là hoàn thành tốt công việc của mình. Từ khi quen biết ông già tới giờ, chính xác hơn là ngay từ ngày đầu tiên, ông già đã nói với hắn rằng ông muốn đúc lại tiên thể, giờ chỉ còn mỗi chuyện lên đảo tán tiên nữa là xong. Thế nên Dương Bách Xuyên mới tính mau chóng kết thúc ân oán với tộc Thiên Lang ở tiểu yêu giới, sau đó chạy tới đảo tán tiên giúp ông già đúc lại giờ tiên thể. Trong đại chiến Vân Môn, hắn đã giết chết tán tiên trên đảo tán tiên cũng như Thiên Lang chân quân ở tiểu yêu giới, vì vậy tộc Thiên Lang mới muốn tìm mình báo thù, nếu đã thế, chi bằng bản thân tự tìm tới cửa cho rồi. Có thủ đoạn gì cứ việc tung ra, muốn giải quyết điều chi thì xử luôn cho gọn. Sau khi tới tộc Thần Phượng, tâm sự chuyện xưa với Mai Thi Dĩnh xong, Dương Bách Xuyên bèn chuẩn bị rời đi, đến tộc Thiên Lang. Mai Thi Dĩnh có thể trở thành tộc trưởng tộc Thần Phượng, trưởng quản cả một gia tộc, cũng xem như có lối đi riêng của mình, nên hắn sẽ không cưỡng cầu Mai Thi Dĩnh đến Vân Môn, hoặc là đi làm những chuyện khác. Hắn dự định sẽ rời đi ngay hôm sau. Tối đó, lúc Dương Bách Xuyên đang nghỉ ngơi trong phòng thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Hắn cứ tưởng là Mai Thi Dĩnh tới, vì dù sao trước kia Mai Thi Dĩnh cũng từng ái mộ hắn, chỉ là sau khi biết hắn và tỷ tỷ của mình đang yêu nhau thì tự giác giữ khoảng cách với hắn. Họ Dương nào đó cũng rất đau đầu về chuyện này,
nhưng vẫn ra mở cửa, định bụng sẽ nói chuyện rõ ràng với Mai Thi Dĩnh rằng mọi chuyện cứ để tùy duyên thì hơn. Với những người đã tu luyện đến cảnh giới này như họ, tâm trí cũng tương đối vững vàng trước nhiều dục vọng trong lòng, với cả hắn thật sự không dám để lại gút mắc với Mai Thi Dĩnh, vì nếu vậy thì có lỗi với Mai tỷ lắm. Có điều sau khi mở cửa, hắn lại sững sờ. Bởi người đứng trước cửa không phải Mai Thi Dĩnh, mà là một cô bé mới 12, 13 tuổi. Người đó không phải ai khác, chính là Tiểu Trích Tiên Đường Đường. Thật ra, từ ngày ấy đến giờ, Dương Bách Xuyên lúc nào cũng tránh né Tiểu Trích Tiên Đường Đường, vì vào ngày ấy, chính tay hắn đã giết chết sư phụ của Tiểu Trích Tiên Thần Phượng Bà Bà. Thế nên hắn thật sự không biết phải đối mặt với Tiểu Trích Tiên như thế nào cả. Tuy chuyện giết Thần Phượng Bà Bà chỉ là bất đắc dĩ, nhưng họ Dương nào đó vẫn cảm thấy bản thân mắc nợ Tiểu Trích Tiên. Hôm ấy, sau khi ra khỏi thánh địa của tộc Thần Phượng Bà Bà bỗng gây khó dễ cho hắn, khiến hắn không thể không chém chết bà ta, cũng từ đó trở đi, Tiểu Trích Tiên không hề xuất hiện trước mặt hắn nữa. Dương Bách Xuyên cho rằng có lẽ trong thân tâm Tiểu Trích Tiên Đường Đường cũng chẳng muốn nhìn thấy bản mặt hắn. Hai người họ quen biết nhau từ hồi ở Sơn Hải Giới, quan hệ giữa hai bên không hề tệ, giờ hắn lại đi giết sư phụ của người ta. Đây là một mối thù quá to lớn. Dù có là ai thì một khi rơi vào trường hợp này cũng chẳng hề thấy dễ chịu. Nhưng đời là thế đó, nếu thật sự muốn đòi một công đạo, đặc biệt là giữa tu chân giả với nhau thì hẳn đó chính là nhân quả, là thiên đạo sắp xếp. Nếu chuyện đã xảy ra, vậy phải dũng cảm đối mặt, cứ trốn tránh chỉ tổ khiến bản thân càng thêm hoang mang, hốt hoảng. Thấy Tiểu Trích Tiên đứng trước cửa, mặt mày vô cảm, Dương Bách Xuyên khẽ thở dài một tiếng, nghĩ thầm, điều gì phải tới rồi sẽ tới. Suy cho cùng chuyện cần đối mặt rồi cũng phải đối mặt. Nghĩ đến đây, hắn bình tĩnh hé miệng, tính nói gì đó với Tiểu Trích Tiên Đường Đường, nhưng nàng ấy lại chủ động mở lời trước, ra ngoài dạo một vòng tiện thể tâm sự không. Giọng nàng ấy không vui cũng chẳng buồn, đúng hơn là chẳng có chút cảm xúc, cũng chẳng có chút tình cảm nào. Vừa nghe Tiểu Trích Tiên Đường Đường nói, trái tim Dương Bách Xuyên bỗng thấy tê dại. Nhớ lại từ hồi hắn và Tiểu Trích Tiên Đường Đường mới quen biết nhau đến nay. Trong lòng hắn bỗng thấy áy náy vô cùng. Được. Thế nên hắn không chút do dự đồng ý, bước ra khỏi phòng. Sau đó Tiểu Trích Tiên Đường Đường xoay người rời đi, Dương Bách Xuyên theo sát ngay phía sau. Một lớn một nhỏ cứ thế tiến về phía trước. Chẳng ai nói gì với ai, bầu không khí trông có hơi nặng nề. Sau khi Dương Bách Xuyên rời đi cùng Tiểu Trích Tiên Đường Đường, khắp bốn phía bỗng xuất hiện vài bóng người. Mai Thi Dĩnh, Mai Tỷ, Tiểu Phượng Hoàng, Trồn Con, Thiên Hồ lần lượt xuất hiện, ai trong số họ cũng biết quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Tiểu Trích Tiên Đường Đường, có nói là bạn bè sống chết có nhau cũng không quá đáng. Nhưng tình hình hiện tại là Dương Bách Xuyên đã giết chết sư phụ của Tiểu Trích Tiên Đường Đường Thần Phượng Bà Bà, thật ra không ai là không biết nguyên nhân thật sự cũng chỉ vì hôm ấy, chính Thần Phượng Bà Bà đã nổi lên sát ý, muốn giết Dương Bách Xuyên. Nhưng Thần Phượng Bà Bà lại là sư phụ của Tiểu Trích Tiên Đường Đường, ở tu chân giới. Mối thù giết thầy còn lớn hơn cả trời. Dương Bách Xuyên không tỏ rõ thái độ về chuyện này, thế nên bọn họ cũng chưa từng thương lượng với nhau lần nào. Sau khi lộ mặt, không ai nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau Dương Bách Xuyên và Tiểu Trích Tiên Đường Đường từ phía xa, định xem thử hai người họ tính giải quyết thế nào. Tuy mọi người biết rất rõ chưa chắc Tiểu Trích Tiên đã là đối thủ của Dương Bách Xuyên, nhưng vẫn không kiềm được mà đi theo, vì không ai hy vọng nhìn thấy Dương Bách Xuyên gặp chuyện không may cả. Chẳng biết đi được bao lâu, Dương Bách Xuyên chợt thấy Tiểu Trích Tiên dừng bước, lúc ngẩng đầu lên nhìn, hắn mới phát hiện cả hai đã bước ra khỏi thánh địa của tộc Thần Phượng, và nơi mà Tiểu Trích Tiên Đường Đường đang đứng chính là nơi năm đó, hắn giết chết Thần Phượng Bà Bà. Trái tim Dương Bách Xuyên nhói lên, cuối cùng vẫn kiên định bước tới gần, đứng sóng vai với Tiểu Trích Tiên. Xin lỗi Đường Đường. Dương Bách Xuyên há miệng thốt ra một câu xin lỗi. Hắn cảm thấy bản thân nên nói câu xin lỗi này với nàng ấy. Thân là bạn bè với nhau, đây là chuyện phải làm. Nhưng hôm đó hắn thật sự không còn cách nào khác, vì Thần Phượng Bà Bà ép hắn kinh quá. Tiểu Trích Tiên Đường Đường không nói gì, chỉ lặng lẽ vung tay, biến ra chút linh quả và một vò rượu trên mặt đất làm đồ cúng. Sau đó, nàng ấy quỳ xuống rót rượu, rồi cung kính lạy chín lạy. Xong xuôi, nàng ấy mới đứng dậy, nói, đại ca ca biết không, thật ra muội chẳng có một người sư phụ chính thức nào, kiếp trước không có. Kiếp này may mắn lắm gặp được Thần Phượng Bà Bà, nhưng huynh lại giết bà ấy, huynh nói xem muội phải đối diện với huynh thế nào đây. Một bên là sư phụ,
là người mà muội quý như trưởng bối trong nhà, một bên lại là người bạn tốt nhất, người mà tu luyện tận hai đời mới có duyên gặp mặt, đại ca ca à, muội nên làm sao mới phải? Đường Đường, xin lỗi, huynh, Dương Bách Xuyên vẫn chỉ biết nói một tiếng xin lỗi như cũ. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, tiểu trích tiên Đường Đường đã đột ngột ra tay, cắt ngang những lời hắn muốn nói. Bốp! Một trường với nguyên khí ngút trời xông thẳng về phía ngực Dương Bách Xuyên. Hự! Dương Bách Xuyên ăn trọn một trường, miệng phun ra một ngụm máu, cả người ba ngược ra ngoài. Đối diện với một trường này của tiểu trích tiên Đường Đường, không phải hắn không phát hiện, mà là cố tình không tránh, cứ thế để mặc cho một trường của tiểu trích tiên đánh thẳng vào ngực mình. Nguyên nhân là vì từ lâu, hắn đã xem tiểu trích tiên Đường Đường là bạn bè, là em gái bé bỏng của lúc trước, mà thù giết thầy còn lớn hơn trời. Thế nên đây là hắn nợ nàng ấy. Đại ca ca, muội sẽ đánh huynh ba trưởng để trả thù cho sư phụ, đây là điều mà một đệ tử như muội nên làm. Sau ba trưởng, hai ta sống hay chết cứ tùy theo số mệnh, huynh không đỡ, muội cũng sẽ không nương tay. Vừa nói, tiểu trích tiên Đường Đường vừa tung trưởng thứ hai đánh về phía Dương Bách Xuyên, trên mặt toàn là nước mắt. Đúng lúc này bỗng có vài cỗ hơi thở đột ngột xuất hiện, mãnh liệt tới trời. Dương Bách Xuyên biết là nhóm của Tiểu Phượng Hoàng và Mai Thi Dĩnh, bèn giơ tay ra hiệu, ám chỉ bọn họ không cần chạy tới đây. Sau đó, hắn nhìn thẳng vào trưởng thứ hai đang xé gió mà đến của Tiểu Trích Tiên Đường Đường, vươn tay lau vệt máu nơi khóe miệng, rồi nhếch môi cười bảo, được, ta nhận ba trưởng của muội, sống chết có số mà. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Tích Tiên Đường Đường lại tung ra một trưởng với Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên chủ động đón lấy, nhưng không phải đánh nhau với Tiểu Tích Tiên. Sau đó Dương Bách Xuyên lại dùng ngực đỡ. Bốp! Phụt! Lần thứ hai hộc máu. Tiểu Phượng Hoàng, Chồn Nhỏ và Mai Tỷ đứng xa xa đều sốt ruột. Thấy Dương Bách Xuyên không đánh trả mà lại bị Tiểu Tích Tiên đánh bay, bọn họ đều muốn xông lên. Nhưng bị Thiên Hồ đứng một bên nhìn ngăn lại, tốt nhất là đừng lên, nếu không hai trưởng kia của Vân Tử đều uổng phí hết. Chi chi! Những người khác không nói gì, Chồn Nhỏ là người đầu tiên tức giận giống lên với Thiên Hồ. Thiên Hồ cười khổ, ta cũng không phải đứng về phía Tiểu Tích Tiên, nhưng đây là sự thật, Vân Tử rõ ràng không muốn trở mặt với Tiểu Tích Tiên, hoặc là nói không muốn mất đi người bạn này nên mới chịu hai trưởng đó, nếu không các người nghĩ với thực lực của Vân Tử sẽ không đánh lại Tiểu Tích Tiên sao? Cho nên các người chỉ gây thêm trở ngại chứ không giúp được gì, chờ xem đi, ta hiểu Tiểu Tích Tiên, cũng hiểu Vân Tử, chuyện không nghiêm trọng như các người tưởng đâu. Nhưng mà ca ca ta đã hộc máu rồi, hai trưởng rồi cũng không đánh lại. Tiểu Tích Tiên nói ba trưởng, nếu lại đánh thêm một trưởng nữa, ca ca ta sẽ bị đánh chết mất. Tiểu Phượng Hoàng nói, Thiên Hồ cười khổ, đây là sự lựa chọn của Vân Tử, cho nên chúng ta đừng nhúng tay vào, yên tâm đi không sao đâu, các ngươi cũng thấy mà, tuy rằng Tiểu Tích Tiên đã thương Vân Tử, nhưng không hạ tử thủ, chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta thân là người tu luyện, là sinh linh ở tu chân giới, coi trọng nhất là gì? Là truyền thừa, sư phụ và cha mẹ. Thù giết sư cũng như thù giết cha, nếu Tiểu Tích Tiên không ra tay thì đó không phải là Tiểu Tích Tiên, Vân Tử cũng sẽ không làm bạn với nàng, mọi người cứ yên tâm xem tiếp là được. Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng sau khi nghe Thiên Hồ phân tích cũng hiểu những gì Thiên Hồ nói rất có lý, cuối cùng vẫn nhịn xuống, trước đó Dương Bách Xuyên cũng đã bảo bọn họ dừng tay, không cho qua đó. Lúc này cũng chỉ có thể đứng nhìn. Mọi người lại nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này hai mắt Tiểu Tích Tiên đã đỏ lên. Nàng ấy vốn nghĩ Dương Bách Xuyên sẽ chủ động xông lên đánh nhau với mình, không ngờ Dương Bách Xuyên thật sự xông lên, nhưng không phải để ra tay với nàng ấy, mà ngược lại là đưa ngực ra đỡ một trường đó. Hai mắt Tiểu Tích Tiên đỏ hoe, nước mắt rơi xuống. Vì sao ngươi không đánh trả? Tiểu Tích Tiên hét to với Dương Bách Xuyên. Khụ khụ khụ, Dương Bách Xuyên ho ra máu, nhưng vẫn tươi cười nói, ta sẽ không đánh một muội muội gọi ta là ca ca, thân là ca ca ta có lỗi với muội muội. Đã giết sư phụ của muội, thù giết sư lớn như trời, chịu mấy trưởng cũng là đáng. Tiểu Tích Tiên nhớ lại cảnh tượng năm đó lần đầu gặp Dương Bách Xuyên, cố ý trêu chọc mà gọi hắn là đại ca ca, nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, cơ thể nàng ấy run lên. Ngươi không đánh trả ta cũng mặc kệ, đánh chết ngươi cũng đừng trách ta. Tiểu Tích Tiên nghẹn ngào, vừa dứt lời cơ thể liền lóe lên, sau đó đánh ra trưởng thứ ba với Dương Bách Xuyên. Trong chớp mắt đã đến trước mặt Dương Bách Xuyên. Khi một trưởng của Tiểu Tích Tiên chỉ còn cách Dương Bách Xuyên khoảng một thước, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn đứng im như cũ, còn nhắm hai mắt, như thể mặc kệ cho Tiểu Tích Tiên đánh mình.
Kinh phong thổi qua mặt khiến hắn đau rát, nhưng hắn vẫn kiên định, nói không đánh trả thì sẽ không đánh trả. Chờ tiểu tích tiên đánh tới một chưởng, hắn nhắm hai mắt lại, nhưng trong một khắc nào đó, bên tai lại vang lên một tiếng động nặng nề. Bốp, phụt, âm thanh hộc máu rất quen thuộc. Nhưng trên người Dương Bách Xuyên không truyền đến bất kỳ đau đớn gì, hắn đợi chưởng thứ ba của tiểu tích tiên, nhưng vẫn không đợi được. Hắn lập tức mở mắt nhìn, chưởng thứ ba của tiểu tích tiên lại tự đánh vào người mình khiến nàng ấy hộc máu. Đường đường, muội hà cớ gì phải làm vậy? Ca ca có thể chịu được ba chưởng của muội mà. Dương Bách Xuyên đột nhiên hiểu ra, thật ra hắn không muốn trở mặt với tiểu tích tiên, không muốn mất đi nàng ấy. Mà tiểu tích tiên khác gì hắn chứ? Cho nên chưởng thứ ba nàng ấy đã không đánh hắn, mà tự đánh vào người mình. Lúc này mặc dù tiểu tích tiên đang hộc máu, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, bây giờ ta đã đòi lại công đạo cho sư phụ thần phượng bà rồi, ta cũng không mất đi ca ca, không mất đi một người bạn. Muội, Dương Bách Xuyên lúc này sao có thể không vui được chứ? Hắn không nhìn lầm người, tiểu tích tiên đường đường vẫn như trước, vẫn là đường đường đó, trọng tình trọng nghĩa, giống hệt với Dương Bách Xuyên. Thật ra đây cũng là nguyên nhân mà hắn lựa chọn không đánh trả tiểu tích tiên. Được rồi, duyên phận giữa ta và tộc thần phượng đã hết, cũng đã đến lúc phải đi rồi, ca ca, chúng ta có duyên gặp lại. Tiểu tích tiên vẫn tiêu sái như trước nói đi là đi. Đường đường, muội vẫn không tha thứ cho ta sao? Dương Bách Xuyên thấy nàng ấy xoay người, nói. Ca ca ngốc, ha ha, ta đi đây, chúng ta có duyên gặp lại. Trong lúc nói chuyện nàng ấy nở một nụ cười với Dương Bách Xuyên, nhưng trên mặt lại có nước mắt. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy sự trong veo trong ánh mắt của tiểu tích tiên đường đường. Tiểu tích tiên đường đường lóe lên rồi biến mất. Dương Bách Xuyên nhìn bóng dáng nàng ấy rời đi, khóe miệng có ý cười, lúc này hắn đã hiểu được, tiểu tích tiên đã tha thứ cho hắn, hoặc là nói nàng ấy đã buông xung thù hận, hoặc là nói nàng ấy đã trả hết ân nghĩa của sư phụ thần phượng bà. Tha thứ cho hắn. Nếu không chưởng thứ ba đó nàng ấy cũng sẽ không tự đánh vào người mình. Có duyên gặp lại. Dương Bách Xuyên cũng nhỏ giọng nói một câu. Chi chi. Vân tử. Vân đại ca. Lúc này Tiểu Phượng Hoàng và Mai Tỷ đều đi tới, quan tâm hắn. Ta không sao, đừng lo lắng, chúng ta trở về thôi. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa lau vết máu. Nói không sao là giả, hai chưởng của Tiểu Tích Tiên đều đánh vào ngực hắn, hắn cũng không phòng ngự gì. Nhưng cuối cùng cũng không uổng phí, hắn và Tiểu Tích Tiên vẫn như cũ, không trở mặt với nhau. Chẳng qua Tiểu Tích Tiên bỏ đi như vậy khiến Dương Bách Xuyên có chút mất mát, nhưng hắn có thể thông cảm, dù sao sư phụ nàng ấy cũng đã chết, nàng ấy ở lại tộc thần phượng cũng là một người ngoài bởi vì không có huyết mạch thần phượng, ở lại không có ý nghĩa gì, không bằng rời đi. Sau một đêm điều trị, vết thương của Dương Bách Xuyên đã hồi phục, sáng sớm hôm sau hắn liền tạm biệt Mai Thi Dĩnh, dẫn theo Mai Tỷ, Tiểu Phượng Hoàng, Trồn Nhỏ và Thiên Hồ rời khỏi tộc thần phượng, đến tộc Thiên Lang. Đương nhiên trước khi đi Mai Thi Dĩnh đã tiễn hắn, Dương Bách Xuyên nói sau này nàng có thể đến Vân Môn bất cứ lúc nào, coi đó là nhà của mình. Hắn cũng không nói với Mai Thi Dĩnh lần này hắn đi là để đến tộc Thiên Lang, dù sao hắn cũng có năng lực giải quyết. Mai Thi Dĩnh thì sao? Nàng đối với Dương Bách Xuyên có tình yêu, nhưng sau khi biết Dương Bách Xuyên và Tỷ Tỷ đang ở bên nhau, nàng liền cắt đứt suy nghĩ này. Dẫn theo cao thủ của tộc thần Phượng nhìn đám người Dương Bách Xuyên rời đi. Lúc này ngũ trưởng lão nhẹ giọng nói, tộc trưởng, người đi đã lâu rồi, chúng ta trở về đi. Mai Thi Dĩnh dường như đang xuất thần, lúc này mới tỉnh lạ từ trong mộng, nói các trưởng lão cấp tam chuyển trở lên đều theo ta đến tộc Thiên Lang. À, chuyện này, tộc trưởng. Ngũ trưởng lão giật mình, lập tức đoán được Mai Thi Dĩnh muốn tìm tộc Thiên Lang gây rắc rối. Nhưng tộc Thiên Lang cũng không dễ chọc, có hai tồn tại cấp bậc lục chuyển tọa chấn, nếu tìm tộc Thiên Lang gây phiền phức, đối với tộc thần Phượng cũng không dễ dàng gì, dù sao cao thủ hàng đầu của tộc thần Phượng là thần Phượng bà cũng đã chết, không có cao thủ cấp tam chuyển tồn tại, với thực lực này của Mai Thi Dĩnh cũng không đạt tới cấp lục chuyển. Chấp hành mệnh lệnh đi, ngũ trưởng lão yên tâm, nhóm Vân Đại Ca chắc chắn sẽ đến tộc Thiên Lang. Chúng ta cùng lắm là đến giúp đỡ thôi. Tuy ngữ khí Mai Thi Dĩnh bình thản, nhưng trong lời nói cũng không chút hoài nghi. Được, ta sẽ đi triệu tập các trưởng lão khác đến. Chẳng mấy chốc, Mai Thi Dĩnh dẫn theo 8 trưởng lão tu vi đã ngoài cấp 3 của tộc thần Phượng bay thẳng đến tộc Thiên Lang. Mà lúc này, đám người Dương Bách Xuyên đã tới núi Thiên Lang tiểu yêu giới. Hắn không chút do dự, trực tiếp đánh một trưởng vào sơn môn của tộc Thiên Lang.
ầm ầm. Sau một tiếng nổ vang trời, cả núi Thiên Lang đều chấn động, nhưng cũng không làm nổ trận pháp sơn môn. Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ một trưởng có thể đánh nổ trận pháp, chỉ muốn người của tộc Thiên Lang ra ngoài là đủ rồi. Sau đó, một tiếng hét giận dữ vang lên, ai dám làm càn, tấn công tộc Thiên Lang ta. Vù vù vù. Sơn môn lập tức mở ra, từng âm thanh bay ra. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, nhìn thấy 20 thân ảnh với khí tức của tán tiên cấp 3 trở lên bay ra, trong lòng thầm nói chẳng trách trước đó thần phượng bà kiêng kỵ tộc Thiên Lang, hóa ra là vì họ mạnh mẽ như vậy. 20 tán tiên đã ngoài cấp 3 xuất hiện trong chớp mắt, trong đó 10 người cấp 3, 5 người cấp 4, 5 người cấp 5, 2 người cấp 6. Thực lực này quả thực vô cùng mạnh mẽ, có thể khiến cho tứ đại thần thú gia tộc ở tiểu yêu giới cũng phải kiêng kỵ, cũng không phải là không có lý do. Lúc này bên cạnh Dương Bách Xuyên có Mai Tỷ, Tiểu Phượng Hoàng, Trồn Nhỏ, Thiên Hồ, xét về số lượng thì chênh lệch rất lớn. Kỳ thật giờ phút này trong lòng Dương Bách Xuyên cũng thầm kêu khổ, 20 cao thủ như vậy, hắn thật sự có chút lo lắng. Nếu là 2-3 người, cho dù tất cả là cấp 6 hắn cũng có thể lo nổi, nhưng vừa ra là 20 người, có chút khiến Dương Bách Xuyên không được tự nhiên. Nhưng mà đã trèo lên lưng cọp thì dù thế nào cũng phải bám cho chắc, không thể ngã xuống. Lúc này một ông già mặc áo bào xanh bước ra, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên như một con rắn độc, nói tiểu bối cớ gì lại đến tộc Thiên Lang ta gây rối. Dương Bách Xuyên không biết người này là ai, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở cấp 6 từ ông ta, không cần hỏi cũng biết là thủ lĩnh của tộc Thiên Lang. Sơn môn cũng đã nổ, không có gì để nhiều lời, Dương Bách Xuyên cũng không thể rút lui. Liền thản nhiên nói, ta đến từ vân môn tiên cảnh ở tu chân giới Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghĩ tự nói ra môn, đối phương tự nhiên sẽ biết hắn vì sao lại đến. Ha ha, lão phu còn tưởng là ai, hóa ra là tiểu tử ngươi, giết người của tộc ta, lão phu còn chưa tìm ngươi mà ngươi đã tự tìm đến cửa, nổ sơn môn ta, hôm nay lão phu sẽ tính hết nợ cũ nợ mới với ngươi. Thủ lĩnh tộc Thiên Lang vẻ mặt kiêu ngạo, giọng điệu cũng vô cùng kiêu ngạo. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, quả nhiên, nhưng đối phương cũng không lơi lỏng với hắn như lời đồn. Hoặc là nói căn bản không để ý mặt mũi Phong Tiên. Lúc mới đến tiểu yêu giới, Phong Tiên có nói tộc Thiên Lang muốn đến tu chân giới tìm hắn, nhưng đã bị nàng ta áp chế. Lúc trước thần Phượng bà cũng nói vậy, khi thần Phượng bà vào vân môn nói chuyện với Dương Bách Xuyên, cũng có ý tứ như vậy, chẳng qua nói là do tộc thần Phượng áp chế tộc Thiên Lang nên tộc Thiên Lang mới chưa tới vân môn gây rắc rối. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên thấy khí thế của người tộc Thiên Lang này, dường như dù là Phong Tiên hay tộc thần Phượng thì tộc Thiên Lang cũng không quá xem trọng hay kiêng kỵ như trong tưởng tượng. Điều này cũng chứng minh, tộc Thiên Lang ở tiểu yêu giới không phải lớn mạnh bình thường mà thậm chí đã vượt qua tứ đại gia tộc huyết mạch. Nghe ông lão mặc áo bào xanh nói chuyện, Dương Bách Xuyên cũng không hề lộ ra chút căng thẳng hay sợ hãi nào. Nhìn ông lão mặc áo xanh, hắn kéo dài giọng, ồ, thật trùng hợp, hôm nay Dương Mỗ đến đây quả thật là để giải quyết việc này, còn chưa thỉnh giáo. Dương Bách Xuyên cũng thử qua, lúc này đối phương rõ ràng chiếm ưu thế hơn về số lượng, hơn nữa đều là cao thủ, chuyện này tuyệt đối không thể làm một cách mù quáng, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Hừ, lão phu là tộc trưởng tộc Thiên Lang thượng quân, tiểu tử ngươi đã giết Thiên Lang chân quân, chính là tộc đệ. Ông lão tự xưng là Thiên Lang thượng quân hất mặt lên trời nói với Dương Bách Xuyên. Trong mắt Thiên Lang thượng quân, Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ cấp thấp, căn bản không đáng để đặt vào mắt. Ngay sau đó, một ông lão mặc đồ đen hơi thở ngang với Thiên Lang thượng quân trầm giọng nói, lão phu là Thiên Lang thanh quân, đại trưởng lão tộc Thiên Lang, tiểu tử Dương Bách Xuyên ngươi giết tộc của ta, lại náo loạn sơn môn Thiên Lang ta, hôm nay ngươi đưa tay chịu trói, hay là để lão phu bắt ngươi, ngươi chọn đi. Những người khác không tự giới thiệu mà chỉ đứng sau Thiên Lang thượng quân và Thiên Lang thanh quân, đều tức giận nhìn đám người Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe xong cười ha ha. Sau đó lạnh lùng nói, trước giờ chưa gặp ai không biết xấu hổ như tộc Thiên Lang các ngươi, đúng, Dương Mỗ đã giết một con sói, nhưng nó đáng chết, nó cấu kết với ma tộc muốn diệt vân môn tiên cảnh ta, chẳng lẽ không đáng chết sao? Hôm nay ta còn muốn tìm các ngươi đòi công đạo, nếu Thiên Lang chân quân thực sự là người trong tộc các ngươi, vậy chúng ta tính sổ một lượt đi. Tộc Thiên Lang các ngươi biết trả thù, ta cũng biết. Hơn nữa lần này đến là để gây phiền phức cho các ngươi. Hơn nữa xem ra lần này đến rất đúng, tộc Thiên Lang quả thực có địch ý với hắn, nếu lần này không đến đây mà trực tiếp đến đảo Tán Tiên, nói không chừng tộc Thiên Lang sẽ đến tu chân giới tìm vân môn gây phiền phức.
Dù tộc Thiên Lang hùng mạnh, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không hề tỏ ra yếu thế. Hắn nói một tràng, khiến hai cao thủ của tộc Thiên Lang tức chết. Dương Bách Xuyên nói thẳng là hắn đã giết một con sói, đồng nghĩa với việc mắng tộc Thiên Lang là súc sinh, còn nói muốn nghe một lời giải thích từ họ. Hai mắt của tộc trưởng tộc Thiên Lang lập tức đỏ ngầu, sau đó ngửa mặt lên trời gầm dài một tiếng, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng, sau lưng vậy mà lại mọc ra một đôi cánh. Hai tay hai chân cũng biến thành móng vuốt sắc bén, ước chừng dài hơn một thước, thân hình cao ba thước, may mà đường nét cơ bản của gương mặt vẫn còn đó, ngoại trừ hai mắt đỏ bừng ra thì cũng không đáng sợ mấy. Hú, hú hú. Đại trưởng lão tộc Thiên Lang cùng với những người còn lại, 20 cao thủ lập tức hóa thú trong chớp mắt. Yêu khí tỏa ra bốn phía, cát bay tứ tung, cây cỏ rung chuyển. Dưới khí thế mạnh mẽ dọa người như vậy mà Dương Bách Xuyên cũng không hề có ý định rút lui. Tiểu Phượng Hoàng, Thiên Hồ, Chồn Nhỏ, Mai Tỷ đều là như vậy. Sắc mặt đám người kia trở nên vô cùng khó coi. Lúc này chỉ nghe tộc trưởng đã hóa thú nói, tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi, hôm nay cho dù Phong Tiên đến, lão phu cũng sẽ giết ngươi. Nếu ngươi đã biết Phong Tiên thì nên biết quan hệ giữa ta và Phong Tiên, không sợ Phong Tiên tìm ngươi gây rắc rối sao? Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên cũng có chút sợ hãi, nghĩ đến 20 cao thủ tộc Thiên Lang tất cả đều hóa thú, hơi thở thực sự quá mức mạnh mẽ rồi. Chỉ nghe tộc trưởng tộc Thiên Lang cười to nói, hừ, Phong Tiên thì sao chứ? Ngươi cho rằng lão phu không biết tu vi của Phong Tiên đã thụt lùi rồi sao? Mà cho dù không như vậy, hôm nay chỉ cần ta và đại trưởng lão liên thủ, dù là cấp 7 cũng không sợ, Phong Tiên chỉ mới cấp 5, trước đó lão phu cho ả ta mặt mũi cũng chỉ là muốn chừa một đường lui ở tiên giới mà thôi. Nhưng bây giờ tiểu tử ngươi lại đùa giỡn sơn môn tộc Thiên Lang ta, dù Phong Tiên tới đây cũng vô dụng, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi, hôm nay lão phu phải phanh thây ngươi thành trăm mảnh. Lời nói của tộc trưởng tộc Thiên Lang vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn coi rẻ thiên địa, thật sự muốn ra tay với Dương Bách Xuyên, còn nói ra nỗi lo của Phong Tiên. Cũng nói rõ sẽ không nể mặt Phong Tiên. Hừ, khẩu khí lớn thật, bổn tiên đến rồi đây, ta thật muốn xem thử tộc Thiên Lang các người có bao nhiêu bản lĩnh, cấp 5 sao. Vậy thử xem đi. Lúc này một tiếng hừ lạnh vang vọng khắp thiên địa. Dương Bách Xuyên mừng rỡ trong lòng. Cửu Nhi tỷ tỷ, Dương Bách Xuyên quay đầu lại nhìn, quả nhiên Phong Tiên đã xuất hiện. Sau đó lại vang lên một tiếng hừ lạnh, tộc Thiên Lang các người thật sự cho rằng mình vô địch sao. Hôm nay tộc thần Phượng thật muốn xem thử uy phong của các người. Vừa dứt lời, Mai Thị Dĩnh cùng với người của tộc thần Phương xuất hiện, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng đều là trưởng lão, đều là cao thủ. Dĩnh Nhi sao lại đến đây rồi? Dương Bách Xuyên cười khổ. Dương đại ca và tỷ tỷ ta đến tộc Thiên Lang, ta đương nhiên phải tới. Giọng điệu Mai Thị Dĩnh có chút oán giận. Dương Bách Xuyên cười khổ, hắn vốn không muốn nói Mai Thị Dĩnh biết mình đến tộc Thiên Lang, kết quả nha đầu này thông minh. Đoán được còn mang theo người của tộc thần Phượng đến đây. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên rất ấm áp. Lúc này Dương Bách Xuyên lại nói, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, các ngươi còn chưa hiện thân sao? Phong Tiên vừa dứt lời, ba tiếng gầm dài vang lên. Ngao, gầm, ngao. Người của ba tộc Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ lần lượt xuất hiện, đều là cao thủ, tuy rằng cũng không nhiều, nhưng đều là cao thủ cấp 3 trở lên, không thể bì với tộc Thiên Lang. Nhưng cộng lại thì cũng nhiều hơn rồi. Lúc này tứ đại gia tộc huyết mạch thần thú của tiểu yêu giới đã tề tụ. Mà sắc mặt tộc trưởng tộc Thiên Lang đại biến, thậm chí tái nhợt. Đối với tộc Thiên Lang, bọn họ không sợ một người như Dương Bách Xuyên, mà gia tộc thần Phượng cũng không sợ. Nhưng nếu là tứ đại gia tộc thần thú và còn một Phong Tiên thì sao? Tất nhiên không sợ là giả. Ở tiểu yêu giới thì số lượng thành viên thị tộc và cao thủ của gia tộc Thiên Lang hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Đối mặt với tứ đại huyết mạch gia tộc thần thú thì bất kỳ nhà nào cũng không sợ. Thậm chí hai nhà cũng không sao cả. Vốn cho rằng kế thừa chủng tộc của gia tộc Thiên Lang nhiều gấp đôi so với các gia tộc đơn lẻ khác, nhưng nếu như tứ đại gia tộc cộng thêm một Phong Tiên thì sao? À, đương nhiên còn có Dương Bách Xuyên nữa, chỉ là Dương Bách Xuyên không được tộc Thiên Lang xem trọng mà thôi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến quân tiếp viện của Dương Bách Xuyên rất nhiều. Không chỉ có Phong Tiên đích thân đến mà đến Thanh Long cũng xuất hiện, Bạch Hổ, Tam Đại Tộc Huyền Vũ, mà có vẻ như gia tộc Thần Phượng và Dương Bách Xuyên rất thân quen với nhau. Đối với chuyện gia tộc Thần Phượng thay đổi tộc trưởng không phải gia tộc Thiên Lang không biết mà là hoàn toàn không để tâm, Mai Thị Dĩnh là tộc trưởng mới của gia tộc Thần Phượng, đối với gia tộc muốn đứng đầu là Thiên Lang thì tất cả mọi chuyện chỉ thế thôi.
Hôm nay các thế lực trong trận đều xuất hiện đơn độc từng người một, đối với gia tộc Thiên Lang thì hoàn toàn không quan trọng. Nhưng bây giờ đã khác rồi, những thế lực này đều là những sự tồn tại đỉnh cao nhất của tiểu yêu giới, trước đây họ từng tranh giành cấu xé lẫn nhau, căn bản chỉ là năm bè bảy mảng nên không đủ để sợ hãi. Thế nhưng sau khi các thế lực này tập hợp lại với nhau thì sẽ có sức mạnh khủng khiếp. Chuyện gì đã khiến trong lòng gia tộc Thiên Lang bất an, tất cả những thế lực này xuất hiện đều là vì Dương Bách Xuyên, rõ ràng họ đến đây để chi viện cho Dương Bách Xuyên. Chuyện này tương đương với việc trao cho các thế lực đứng đầu ở tiểu yêu giới một hạt nhân, đây chính là chuyện đáng sợ nhất. Tất cả đều là vì Dương Bách Xuyên. Khi tộc trưởng tộc Thiên Lang nghĩ đến chuyện này thì đôi mắt của ông ta liên tục nhấp nháy. Ông ta biết hôm nay ông ta phải đối mặt với những thế lực này, gia tộc Thiên Lang hoàn toàn không có cơ hội giành chiến thắng, nhưng nếu như tiêu diệt hạt nhân của những thế lực này thì liệu những thế lực này có phân tán lần nữa không? Tộc trưởng của tộc Thiên Lang nghĩ rằng cho dù những thế lực này có phân tán hay không thì hôm nay cũng khó làm được việc thiện. Chỉ bằng dứt khoát tham gia canh bạc này thôi, trước mắt việc đầu tiên là giết hoặc khống chế Dương Bách Xuyên, chỉ khi đó mới có thể đàm phán điều kiện với những người khác khiến mấy đại gia tộc này tan rã. Nghĩ như vậy nên tộc trưởng tộc Thiên Lang đã truyền âm cho đại trưởng lão đang đứng bên cạnh để ông ta dẫn người bao vây Phong Tiên và tứ đại gia tộc thần thú, còn ông ta sẽ bắt lấy Dương Bách Xuyên trước rồi nói sau. Mà lúc này Dương Bách Xuyên một lòng chính nghĩa, còn có các cao thủ của tam đại huyết mạch gia tộc thần thú khác do Phong Tiên đưa đến, công thêm gia tộc thần phượng do Mai Thi Dĩnh đưa đến nữa thì lúc này số cao thủ đã vượt xa gia tộc Thiên Lang. Bây giờ ngay cả việc xóa sổ cả gia tộc Thiên Lang, chỉ cần mọi người đồng lòng hợp lực cũng chỉ là chuyện mất vài phút. Nhìn thấy Thanh Long, Bạch Hổ và những người đứng đầu tam đại tộc Huyền Vũ đến, mặc dù Dương Bách Xuyên biết mọi người đến đây vì thể diện của Phong Tiên nhưng quả thật cũng giúp ích cho bản thân hắn. Khi hắn vừa chuẩn bị tiến đến chào hỏi thì đột nhiên Phong Tiên ở bên cạnh hắn lên tiếng, cẩn thận. Nhưng đột nhiên đại trưởng lão của gia tộc Thiên Lang bất ngờ tấn công hắn. Ngay sau khi được Phong Tiên nhắc nhở thì Dương Bách Xuyên đã nhanh chóng tránh được. Nhưng cũng đúng lúc này đột nhiên hắn phát hiện đòn tấn công của đại trưởng lão gia tộc Thiên Lang dành cho hắn chỉ là đòn nhừ, còn mục tiêu thật sự của ông ta là Phong Tiên. Chỉ nhìn thấy đại trưởng lão gia tộc Thiên Lang trực tiếp tung móng vuốt sắc bén quét về hướng Phong Tiên. Ngay khi đại trưởng lão của gia tộc Thiên Lang ra tay thì người của gia tộc Thiên Lang ở phía sau gầm vang sau đó đổ xô đến bao vây Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng, cộng thêm người của ba gia tộc khác cũng khởi xướng tấn công. Cảnh tượng bất thình lình xảy ra khiến Dương Bách Xuyên cũng hơi sững sờ, đột nhiên hắn phát hiện ra gia tộc Thiên Lang tấn công nhưng lại lảng tránh hắn. Hắn còn nghĩ rằng liệu có phải người của gia tộc Thiên Lang cho rằng hắn quá kém cỏi hay không nên căn bản không xem trọng hắn. Điều này khiến cho nội tâm của Dương Mỗ vẫn đang bị người ta né tránh hàng chục mét bị tổn thương. Oan uổng quá, xem thường người khác nha. Nghĩ kỹ thì hiện tại tu vi của hắn là phi thăng cảnh. Trong trận này dù là bạn hay thù thì cũng có rất nhiều người vượt qua cấp bậc tam chuyển nên cũng không có gì ngạc nhiên khi người ta xem hắn chỉ là một tên kém cỏi. Tất nhiên đây chỉ là cách nghĩ của một mình Dương Mỗ. Nhưng tình hình thực tế là ở trong mắt tộc trưởng gia tộc Thiên Lang sự kém cỏi của hắn mới thật sự là mục tiêu. Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Bách Xuyên nhạy bén cảm nhận được có gì đó không ổn. Ca ca cẩn thận. Chính thời điểm Dương Bách Xuyên cảm thấy không hay rồi thì đột nhiên Tiểu Phượng Hoàng hét lên. Trong nháy mắt cô bé nghiêng người xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên rồi đột nhiên phun ra một ngọn lửa màu tím. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên mới nhận ra người ra tay chính là tộc trưởng của gia tộc Thiên Lang. Cũng vào lúc này cuối cùng hắn đã hiểu rõ thật ra dự cảm không hay trong lòng hắn là đến từ tộc trưởng của gia tộc Thiên Lang. Hóa ra tên khốn nạn này đang nhắm vào hắn. Để thủ hạ xuất kích bất ngờ, trông có vẻ như mọi hỏa lực đều dồn vào Phong Tiên nhưng thật ra chỉ có tộc trưởng của gia tộc Thiên Lang có thể lợi dụng sự hỗn loạn để trực tiếp ra tay với hắn. Dương Bách Xuyên không phải kẻ ngốc nên ngay lập tức đã hiểu rõ tất cả các lý do. Hôm nay sau khi hắn xuất hiện thì bất kể là Phong Tiên, Mai Thi Dĩnh hay là tam đại gia tộc thần thú khác xuất hiện thì quả thật tất cả mọi thứ đều đang xoanh quanh hắn. Nói trắng ra thì hôm nay hắn chính là điểm cốt lõi của các thế lực trong trận chiến này. Tuy rằng gia tộc Thiên Lang vô cùng kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu nhưng khi đối mặt với Phong Tiên và các cao thủ của tứ đại huyết mạch gia tộc thần thú cùng một lúc cũng chắc chắn không có cơ hội giành chiến thắng. Thậm chí có thể nói rằng khi các thế lực này xoắn thành một sợi dây thừng thì chính là sức mạnh vô cùng đáng sợ, tình thế ngày hôm nay chính là cho dù có muốn xóa sổ cả một gia tộc Thiên Lang cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
cho nên nói rằng chỉ cần tộc trưởng của gia tộc Thiên Lang bắt được hắn chắc chắn sẽ phá vỡ hạt nhân của các thế lực này, đến lúc đó bọn họ sẽ có thủ đoạn đàm phán với Phong Tiên và những người đứng đầu của bốn thế lực lớn. Sau khi nghĩ như vậy thì Dương Bách Xuyên chửi thầm trong lòng, thật sự tên khốn nạn đó độc ác vô cùng. Sau khi Tiểu Phượng Hoàng ra tay thì chỉ nghe tộc trưởng của gia tộc Thiên Lang gầm lên một tiếng, nhưng tầm mắt của Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy tộc trưởng của gia tộc Thiên Lang vung móng vuốt sắc nhọn lên, sau khi có một luồng ánh sáng lóe lên thì ngay lập tức ngọn lửa màu tím do Tiểu Phượng Hoàng phun ra tan biến, khí thế mạnh mẽ khiến Tiểu Phượng Hoàng bay thẳng ra ngoài. Mẹ kiếp! Dương Bách Xuyên nheo mắt lại. Toàn bộ cơ thể kích hoạt cơ chế phòng ngự, mệnh tinh thần tượng, hai đại mệnh tinh, nhục thể thuần dương, lại thúc dục thất thải bảo y, tất cả những kỹ năng quen thuộc, hắn bố trí hết tất cả mọi biện pháp phòng ngự. Sau đó hắn lao thẳng về phía tộc trưởng của gia tộc Thiên Lang. Tên khốn người dám coi thường ông đây như thế, vậy thiếu gia ta sẽ cho ngươi chút màu sắc. Quả thật nếu đối đầu với nhiều cao thủ của gia tộc Thiên Lang thì trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng sợ hãi. Nhưng chỉ với một tộc trưởng của gia tộc Thiên Lang mà thôi thì tán tiên tương đương lục chuyển có thể làm thế nào? Trong tiên phủ cứu vĩ của sư nương Thiên Cơ thì ta cũng đã làm với những thần hộ pháp cấp bậc lục chuyển rồi, chẳng lẽ không làm được với ngươi sao? Trong lúc này các cao thủ khác của gia tộc Thiên Lang đều nghe theo sự dẫn dắt của đại trưởng lão để ngăn cản Phong Tiên và những người khác nên lần này tộc trưởng của gia tộc Thiên Lang trực tiếp đối đầu với hắn. Dương Bách Xuyên hiểu rõ tộc trưởng gia tộc Thiên Lang cho rằng hắn là quả hồng mềm dễ nắn mà thôi. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên muốn cho lão khốn khiếp này biết hắn có phải là quả hồng mềm mặc ai muốn nắn thì nắn hay không. Tiểu Phượng Hoàng bị tộc trưởng gia tộc Thiên Lang làm bị thương, bây giờ cơn giận của Dương Bách Xuyên đã bùng cháy. Tất cả sức mạnh đều truyền vào kiếm đồ long, khi ra tay Dương Bách Xuyên không hề giữ lại chút gì. Khi hắn bất ngờ lao về phía tộc trưởng của gia tộc Thiên Lang thì hắn đã trực tiếp khởi động thất thải bảo y và năng lực ẩn thân. Trong mắt của tộc trưởng gia tộc Thiên Lang, Dương Bách Xuyên đang lao thẳng về phía ông ta và cách ông ta khoảng 10 mét. Đối với các cao thủ ở cấp độ này thì khoảng cách 10 mét hoàn toàn không tồn tại. Tộc trưởng gia tộc Thiên Lang nhìn Dương Bách Xuyên đang lao về phía mình mà cười khẩy trong lòng, muốn so tài gần với ta sao? Mạo hiểm làm liều, ha ha! Quả nhiên là một tên ngu ngốc lỗ mãng, ta lo là ngươi không lên thì ta sẽ bắt lấy ngươi. Hả? Ngay khi tộc trưởng của gia tộc Thiên Lang vừa cười nhạo Dương Bách Xuyên vì không biết tên ngốc này sẽ sống chết thế nào thì lại phát hiện ra rằng chỉ vụt một cái mà Dương Bách Xuyên đã biến mất trong không khí. Mặc dù tộc trưởng gia tộc Thiên Lang nhìn thấy Dương Bách Xuyên biến mất nhưng ông ta cũng chẳng mảy may để tâm đến chuyện này, ông ta nhanh chóng phát ra thần thức cảm chi để tra tung tích của Dương Bách Xuyên. Ông ta vốn cho rằng Dương Bách Xuyên chỉ dùng một thuật ẩn thân bình thường bởi vì thuật ẩn thân rất thường thấy trong giới tu sĩ, cho dù có ẩn thân tốt đến mấy thì vẫn có thể tìm được khí tức, đặc biệt là trong mắt cao thủ số 1 của gia tộc Thiên Lang như ông ta thì không có tu sĩ nào có thể trốn thoát được khỏi thần thức cảm chi của ông ta luôn có thể tìm ra được. Cho dù trong chốc lát không tìm ra được thì tộc trưởng của gia tộc Thiên Lang cũng không thấy lo lắng. Bởi vì trong mắt của ông ta Dương Bách Xuyên chỉ là một con kiến không đáng nhắc đến mà thôi. Một phi thăng cảnh nho nhỏ lẽ nào có thể so với cao thủ lục chuyển đỉnh cao như hắn sao? Ông ta phát thần thức để truy tìm Dương Bách Xuyên, kết quả là ông ta không hề cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào của khí tức. Lần này cuối cùng tộc trưởng gia tộc Thiên Lang cũng cảm thấy kinh ngạc. Chết! Tiếp sau đó, vào đúng lúc này có một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai của ông ta. Một từ chết lạnh lẽo truyền vào trong đầu óc của ông ta. Thiên Lang tộc trưởng lúc này vô cùng sợ hãi. Sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi, ông ta biết mình sắp lật thuyền, nhưng ông ta đã quá già để ngăn cản bất cứ điều gì. Bởi vì trong vô thanh vô tức, một mũi tên sắc bén xuất hiện trên cổ ông ta. Khắc tiếp theo, ông ta chỉ cảm thấy trên cổ lạnh lẽo, cảm thấy thế giới quay cuồng một hồi, lại nhìn thấy một cái xác không đầu, hai tay giơ lên, nhưng đó lại không phải là móng người, mà là vuốt sói, phía sau nó có đôi cánh chập chờn. Cỗ thi thể này quá quen đối với Thiên Lang tộc trưởng. Trong lúc nhất thời ông ta không lấy lại được tinh thần. Thẳng đến. Dầm. Khi ông ta cảm thấy đầu mình đập mạnh xuống đất, Thiên Lang tộc trưởng mới phản ứng lại, hóa ra thi thể không đầu trước mặt lại chính là ông ta. Não hải của ông ta đổ sụp lúc này trở nên trống rỗng, ý thức mờ mịt, ông ta chỉ cảm thấy bóng tối vô biên đang bủa vây lấy mình. Thiên Lang tộc trưởng biết mình đã xong đời rồi. Đợi đến khi tỉnh ngộ, thì hết thảy đã muộn. Vào giây phút cuối cùng trước khi ý thức của ông ta rơi vào bóng tối,
Thiên Lang tộc trưởng nhìn thấy bóng dáng Dương Bách Xuyên xuất hiện phía sau thi thể không đầu của ông ta, đồng thời lại vung kiếm lên, trong ánh kiếm sáng chói, hắn đột nhiên chém một kiếm lại một kiếm xuống thi thể không đầu của ông ta, hoàn toàn chém thi thể ông ta ra làm đôi. Giờ khắc này, ý thức của Thiên Lang tộc trưởng rơi vào bóng tối. Keng keng! Dương Bách Xuyên dùng kiếm chém xuống, thi thể không đầu của Thiên Lang tộc trưởng đã xong rồi. Hai kiếm trước sau, từ nhục thân đến nguyên thần, hắn đã hoàn toàn chảm diệt Thiên Lang tộc trưởng. Ha! Dương Bách Xuyên buông xuống một tiếng thở dài. Lúc này hắn mới chính thức buông lỏng. Cuối cùng cũng chém chết tên khốn kiếp này, xem ngươi còn có thể khinh thường người khác hay không, hừ. Dương Mỗ nhổ một ngụm nước bọt vào thi chết trên mặt đất. Đồng thời, Dương Bách Xuyên thật sự biết rõ ràng, để có thể giết chết Thiên Lang tộc trưởng là hoàn toàn xuất kỳ bất ý. Nguyên nhân lớn hơn chính là bởi vì Thiên Lang tộc trưởng chỉ coi hắn, một tên tiểu tu sĩ, như sâu kiến, từ đầu đến cuối chưa bao giờ để một tiểu tu sĩ như hắn vào mắt. Cho nên cộng thêm khả năng tàng hình của Thất Thải Bảo Y, sau khi tất cả sức mạnh của hắn được tập trung, mới có thể bất ngờ chém chết Thiên Lang tộc trưởng. Nói thẳng ra là phần lớn là nhờ may mắn. Nếu không, thật sự là không dễ dàng để có thể đối phó với một cao thủ tu vi lục chuyển như Thiên Lang tộc trưởng. Mặc dù là ở bên trong Tiên Phủ Cửu Vĩ, hắn cũng không thể giết được Tam Đại Thần Hộ Pháp ở cấp bậc lục chuyển, nhưng đó cũng là nhờ có sự trợ giúp của Tiểu Phượng Hoàng, Trồn Nhỏ và Ong Tiên. Hơn nữa, Tam Đại Thần Hộ Pháp của Tiên Phủ Cửu Vĩ đều là phân thân của thần hồn, không phải là tồn tại chân chính có máu có thịt, cho nên mới có thể bị giết chết. Nhưng nếu so sánh, lão già Thiên Lang tộc trưởng này thực sự là một kẻ nửa người nửa yêu sống sờ sờ, hơn nữa còn trong trạng thái hóa thú, thật sự là một tên khó xơi. Tuy nhiên, bây giờ nói gì đi nữa cũng không sao cả, Thiên Lang tộc trưởng ngàn vạn không nên khinh địch khi đấu với hắn. Điều này mới khiến hắn có thể dưới tác dụng tàng hình của Thất Thải Bảo Y mà chém chết ông ta. Sau khi Dương Bách Xuyên giết chết Thiên Lang tộc trưởng, những kẻ còn lại của tộc Thiên Lang ở bên kia bắt đầu hỗn loạn. Nguyên lai, mục đích chính của bọn chúng dưới sự lãnh đạo của Đại trưởng lão chính là dây dưa không dứt, bọn chúng cũng không đánh trực diện, mà là cố ý chặn lại Ong Tiên và mọi người. Nhưng bọn chúng không ngờ rằng chỉ trong chớp mắt, tộc trưởng đã bị Dương Bách Xuyên giết chết. Lúc này, tộc Thiên Lang bắt đầu hoảng sợ. Bộc lộ sự hoảng loạn của bản thân trong cuộc giao đấu giữa các cao thủ là một chuyện sai lầm. Mà Ong Tiên hôm nay vừa vặn tính tình nóng nảy, sau khi đạt được cơ duyên ở Tiên Phủ Cửu Vĩ, tu vi của nàng ta đã tăng lên rất nhiều, đạt tới lục chuyển đỉnh cấp. Cao thủ lục chuyển duy nhất còn lại của tộc Thiên Lang chính là Đại trưởng lão. Nhưng chẳng qua chỉ là một đại trưởng lão lục chuyển của tộc Thiên Lang làm sao mà có thể so với một yêu tiên thực sự như Ong Tiên. Ngay khi sự hỗn loạn xuất hiện, Ong Tiên ngay lập tức nắm bắt cơ hội, đuôi sau nhằm thẳng vào ngực của đại trưởng lão tộc Thiên Lang mà đánh một kích. A, phụt! Đại trưởng lão của tộc Thiên Lang kêu thảm phun ra một búng máu, bay ngược ra ngoài 20-30 mét, rơi xuống chỗ cách Dương Bách Xuyên không xa. Lúc này, Dương Bách Xuyên muốn ra tay, nhưng khi hắn vừa đến, một bóng dáng màu vàng kim đã nhanh hơn hắn. Chi chi. Phụt phụt phụt. Một tiếng phụt phát ra, máu bắn tung tóe khắp nơi. Chưa đầy ba hơi thở, đại trưởng lão của tộc Thiên Lang đã trở thành thịt nát, tiếng thét cuối cùng còn chưa kịp phát ra đã xong đời. Người giết đại trưởng lão của tộc Thiên Lang, không ai khác chính là Trồn Nhỏ. Dương Bách Xuyên nhìn móng vuốt sắc bén của Trồn Nhỏ đang vung vẩy, tốc độ nhanh đến mức ngay cả hắn cũng không thể nhìn rõ, trong lòng thở dài. Trồn Nhỏ là thiên địa dị thú, hậu duệ của Trồn Thần Phi Thiên, theo thời gian trôi qua, Trồn Nhỏ cũng dần trưởng thành. Hơn nữa, quá trình trưởng thành của Trồn Nhỏ rất kỳ lạ, cho đến bây giờ hắn chưa từng cảm nhận được sức mạnh và khí tức của Trồn Nhỏ, hoặc là nói phương pháp tu luyện và sinh trưởng của thiên địa dị thú như Trồn Nhỏ là khác biệt. Trông thì không có gì đáng chú ý, nhưng trên thực tế thì cực kỳ kinh khủng, lúc xuất thủ đều không hề lộ ra một tia sóng linh khí nào, phù hợp nhất để giả heo ăn thịt hổ. Mặc dù Trồn Nhỏ giết chết đại trưởng lão của tộc Thiên Lang là nhặt được tiện nghi của Ong Tiên, nhưng Dương Bách Xuyên cũng phải thừa nhận rằng sức mạnh hiện tại của Trồn Nhỏ thực sự rất đáng sợ. Có thể được coi là cao thủ. Chi chi. Ngay khi Trồn Nhỏ xử lý xong, lập tức kêu mấy tiếng chi chi như muốn tranh công rồi đáp lên vai Dương Bách Xuyên. Nhìn vết máu trên móng vuốt của Trồn Nhỏ, nghe tiếng kêu tranh công của nó, Dương Bách Xuyên cười khổ, lần sau đừng có máu me đầm đìa bạo lực như vậy. Ngươi vẫn còn nhỏ, chuyện này cũng không đến lượt ngươi ra tay, hiểu chưa? Chi chi. Trồn Nhỏ có chút không vui lên tiếng.
Kỳ thực là Dương Bách Xuyên sợ Chồn Nhỏ sẽ chịu thiệt thòi. Ngay khi Dương Bách Xuyên và Chồn Nhỏ đang nói chuyện, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Ngay khi nhìn lên, từng cao thủ của tộc Thiên Lang lần lượt ngã xuống. Sau cái chết của hai cao thủ tộc Thiên Lang, những thứ này đối với gia tộc mang huyết mạch của tứ đại thần thú còn chưa đủ nhét kẽ răng. Đối với gia tộc mang huyết mạch của tứ đại thần thú mà nói, cách làm việc của tộc Thiên Lang mấy năm qua đã chạm đến ranh giới cuối cùng của mấy tộc, bọn họ cũng đều đang nhẫn nhịn, hơn nữa bốn đại gia tộc cũng không phải là theo dõi sát sao không rời, cho nên bọn họ vẫn luôn bỏ qua sự phách lối của tộc Thiên Lang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 145.